Rồi, chào mừng các bạn tiếp tục đến với cái video clip này ha. Thì ở cái video clip trước là chúng ta đã giải quyết cái câu số 3 trong cái đề thi. Thì hiện tại là chúng ta còn hai câu là câu 4 và câu 5. Thì ở cái video clip này chúng ta sẽ giải quyết cái câu số 4 các bạn ha. Và đây là cái câu số 4 của chúng ta. Thì câu số 4 này nó là cái câu là dùng cái phương pháp gọi là quy hoạt động. Và như anh đã có hướng dẫn ở cái phần giới thiệu ở cái clip đầu tiên trong cái chuỗi video này là anh có phân tích cái câu số 4 này rồi. À, mình đọc lại đề nhanh qua một chút ha. Là một nhà tin học phải đi lên một cầu thang có n bậc và biết rằng mỗi lần anh ta chỉ có thể bước được một hoặc là hai bậc thôi. Đó, ví dụ cầu thang có n bằng 4 bậc thì có 5 phương án để đi lên cầu thang cho nhà tin học. Đó thì phương án 1 là bước 1 cứ bước một bậc đều. Phương án thứ hai là bước 2 bậc rồi bước 1 tức là một lần chỉ được một bậc hoặc là hai bậc và tổng cái số bước của tất cả các bước đi nó phải bằng đúng cái n bậc. Như các bạn thấy ở phương án 1 thì nó có 4 lần bước 1 bậc thì cộng lại là bằng 4 ha, là bằng đúng với n. Hay là ở phương án 2 là 211 tức là cộng lại cũng bằng 4. Đó, hay ở phương án 3 là 121 cộng lại cũng bằng 4. Thì tóm lại là có bao nhiêu cái phương án như vậy. Đó là tổng số phương án có thể đi được lên đến cầu thang có n bậc mà mỗi lần chỉ được bước 1 hoặc là 2 bậc. Vậy thì yêu cầu ở đây á là câu A gọi PN là tổng số phương án đi lên cầu thang n bậc. Đó, tức là giả sử ở đây trong trường hợp mà n bằng 4 nè thì chúng ta có B4 tức là bằng 5, tại vì nó có 5 phương án các bạn thấy ha. Gọi BN là tổng số phương án đi lên cầu thang n bậc. Hãy thiết lập cái mối quan hệ truy hồi giữa BN và BN-1 và BN-2. Đó. Rồi, thì đây chính là câu A. Đó. Và câu B là căn cứ vào cái mối quan hệ truy hồi vừa xác lập ở câu A, hãy viết cái hàm trả ra tổng các phương án bằng quy hoạt động. Và lưu ý là chỉ cần trả ra tổng các phương án, tức là giả sử như trong trường hợp n bằng 4 thì chúng ta chỉ cần trả ra được là có 5 phương án, chứ chúng ta không cần phải in ra chi tiết từng phương án là bước 1, rồi bước 2, bước 1 gì hết. Chúng ta chỉ cần in ra là tổng các phương án có thể có được ở cái bậc cầu thang này. Đó. Và cái hàm đó người ta yêu cầu là chúng ta phải viết theo cái định dạng là in count solution, in n, tức là một hàm có tên là count solution và trả về một số win in và nhập tham số vào là một số n, thì số n tham số này chính là cái cầu thang, chính là cái số lượng bậc của cầu thang ha. Và cái in là cái kết quả trả ra chính là cái số phương án để có thể đi hết được cái bậc cầu thang này với mỗi lần chỉ được bước 1 hoặc là 2 bậc. Đó. Thì cái câu số 4 này anh cũng đã phân tích khá là kỹ cho các bạn ở trong cái video clip đầu tiên, là đại khái rằng là quy hoạt động nó không phải là một cái công thức hay là một cái thuật toán gì hết, mà quy hoạt động nó chỉ là tên gọi chung của một nhóm những cái bài toán mà có một cái dạng có thể giải quyết được bằng cái kiểu quy hoạt động. Thì quy hoạt động có thể hiểu nó có nhiều dạng, thì cái dạng cơ bản của nó hiểu là từ một cái bài toán lớn ban đầu chúng ta sẽ đi phân tích nó ra thành nhiều bài toán nhỏ, và chúng ta giải quyết từng bài toán nhỏ đó gộp lại thì sẽ giải được bài toán ban đầu, thì cái đó gọi là quy hoạt động. Đó. Và như các bạn đã thấy anh đã nói ở clip trước rồi ha, là cái câu A này không phải ngẫu nhiên mà người ta ra cái câu A này cho các bạn làm. Tại sao người ta không cho các bạn làm thẳng vô câu B, là bây giờ hãy lập trình viết một cái hàm trả ra tổng số phương án của một cái cầu thang có n bậc, mà người ta lại bắt các bạn phải làm cái câu A trước. Cái câu A nó không phải là lập trình, mà nó giống như cái kiểu là các bạn phải làm lý thuyết trước rồi sau đó các bạn mới làm cái câu B, và cái câu B nó dựa trên cái mối quan hệ truy hồi đã được xác lập ở câu A. Vậy thì có nghĩa là cái mấu chốt để giải quyết được cái câu 4 này nó chính là nằm ở câu A. Bởi vì bạn phải giải ra được câu A thì bạn mới có thể căn cứ vào đó để bạn viết được cái hàm giải quyết cái câu B ha. Và ở đây chính là cái điều mà cái người ra đề họ gợi ý cho các bạn, họ bắt các bạn phải làm. Chứ nếu mà họ không nói câu A thì các bạn cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Các bạn cũng sẽ không biết được là mình sẽ bắt đầu từ đâu để giải quyết cái bài toán này. Còn ở đây cái câu A nó chính là cái mấu chốt để mình giải quyết nó ha. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi làm cái câu A. Để ra được câu A rồi thì các bạn sẽ hiểu được là cái bài toán này cực kỳ là dễ, không có gì là khó hết ha. Nghe cái chữ quy hoạt động tưởng nó ghê gớm, chứ thật ra là cái bài này không có gì khó hết. Thì một lát nữa sau khi làm xong câu A rồi thì anh phân tích thì các bạn sẽ thấy được là như vậy ha. Ok, rồi vậy bây giờ anh mở cái ghi chú lên. Anh sẽ ghi chú là chúng ta bắt đầu làm ở câu 4. Chúng ta bắt đầu làm ở câu 4. Rồi. Thì cái câu 4 này các bạn nhìn ha.
gọi PN là tổng số phương án đi lên được một cái cầu thang có N bậc, và hãy thiết lập mối quan hệ truy hồi giữa BN và BN-1 với BN-2. Vậy thì bây giờ đơn giản là nó như thế này nè các bạn. Bây giờ anh phân tích theo thứ tự ha. Bây giờ người ta nói là mỗi một lần cái người này chỉ được bước có một bậc hoặc là hai bậc ha. Mỗi lần chỉ được bước một bậc hoặc hai bậc. Đó, mỗi lần chỉ được bước một bậc hoặc hai bậc. Vậy thì á, đặt trường hợp là nếu cái cầu thang có duy nhất một bậc thôi, tức là người ta gọi P đó là P1. Các bạn cùng anh phân tích theo thứ tự ha. Nếu các bạn biết là nếu cầu thang nó chỉ có duy nhất một bậc thì theo các bạn là có bao nhiêu cách để bước đi, thì chắc chắn chúng ta thấy được một điều là nếu cầu thang chỉ có đúng một bậc mà cái người này mỗi lần có thể chỉ được một hoặc là hai, vậy thì rõ ràng là đối với cầu thang có một bậc thì người này cũng chỉ bước được bằng đúng một bậc, tức là nó có cái số lượng suy ra số phương án bước sẽ bằng một, tức là bước một bậc. Đó, rõ ràng nó là như vậy, các bạn thấy ha. Nếu mà là P1 thì nó chỉ có một lần bước duy nhất là bước một bậc là xong. Đó, bây giờ đặt trường hợp đố các bạn biết là nếu cầu thang có B2, tức là cầu thang này có hai bậc, thì đố các bạn biết là cái người này có thể có bao nhiêu phương án để bước. Thì trong những cái số nhỏ nhỏ như thế này chúng ta có thể tính được ha. Đơn giản là các bạn thấy như thế này nè. Nếu cầu thang có hai bậc thì chắc chắn là người ta có hai cách bước. Đầu tiên có thể bước trước một bậc. Bước trước một bậc thì lúc này cầu thang chỉ còn lại một bậc, bởi vì cầu thang ban đầu có hai bậc mà đã bước một rồi thì chỉ còn lại một, có nghĩa là tiếp theo sẽ là một bậc nữa, tức là một một. Đây là một phương án ha, đây là phương án một, là một một. Rồi còn tiếp theo, cầu thang này có hai bậc thì rõ ràng là người này có thể bước một lúc cả hai bậc luôn, tức là chúng ta sẽ có một phương án hai là bước cả hai bậc luôn. Các bạn thấy à, tức là một phương án 2 sẽ là số 2, tức là bước một lúc cả hai bậc luôn. Đó. Còn cái trường hợp B1 thì nó chỉ có là có phương án duy nhất là phương án 1, tức là bước một bậc. Đó. Rồi, vậy bây giờ trong trường hợp B3, giờ các bạn suy nghĩ ha, trong trường hợp B3 thì làm sao chúng ta biết được là B3 người ta sẽ có những phương án nào? Thì rõ ràng chúng ta phải nhìn thấy được cái mối quan hệ của B3 với mối quan hệ B1 và B2. Thì rõ ràng B3 có phải là cái cầu thang có 3 bậc không các bạn? B3 tức là cầu thang có 3 bậc ha, cầu thang có 3 bậc. Thì có phải đề bài đã nói cho chúng ta biết đó, là mỗi lần cái người này chỉ được bước 1 hoặc là 2 bậc, thì rõ ràng là người này có hai trường hợp. Đầu tiên người ta có thể bước trước với 1 bậc, hoặc là đầu tiên người ta có thể bước trước với 2 bậc. Thì trong trường hợp cầu thang chỉ có một bậc thì người ta chỉ có thể chọn được trường hợp một là bước một bậc, tại vì trường hợp hai bước hai bậc là lố rồi. Còn trong trường hợp cầu thang có hai bậc thì người ta có thể đi được cả hai trường hợp, là đầu tiên bước một bậc và đầu tiên bước hai bậc. Thì nếu chọn trường hợp bước một bậc thì chỉ còn một bậc loại duy nhất thì chúng ta chỉ được bước một bậc nữa thôi. Còn nếu mà chọn phương án trường hợp hai bước hai bậc thì đằng sau đó không còn bậc nào nữa thì dừng lại. Vậy thì đối với trường hợp P3 tức là bậc thang có ba bậc thì các bạn biết là B3 là nó sẽ có phương án là đầu tiên người đó có thể bước trước với một bậc, hoặc là người đó có thể bước trước với hai bậc. Tại vì bản chất là đề bài cho là người ta có thể bước được một hoặc là bước được hai trong một lần, thành ra là ở cái lần đầu tiên người đó có thể bước được một, và ở cái lần đầu tiên người đó cũng có thể bước được hai. Các bạn hình dung ha. Vậy bây giờ mình đặt trường hợp là giả sử ở lần đầu tiên người đó bước được một bậc, vậy thì số bậc còn lại là bao nhiêu các bạn? Số bậc còn lại sẽ còn lại là hai bậc, đúng không? Tức là 1 cộng với B2, tức là xem như cầu thang nó chỉ còn lại có hai bậc thôi. Rồi, vậy nếu như trong trường hợp đầu tiên người ta bước hai bậc, vậy thì cầu thang có 3 bậc mà người ta bước hai bậc, vậy có nghĩa là số bậc còn lại của cầu thang chỉ còn lại là 1 bậc. À, vậy thì nếu trong trường hợp B3 thì chúng ta sẽ có được cái quy tắc của nó là đầu tiên người đó có thể bước được bậc thứ nhất, sau đó bậc cầu thang chỉ còn lại B2 tức là hai bậc, hoặc là người ta có thể bước hai bậc và cầu thang chỉ còn lại B1 tức là còn lại một bậc. Vậy thì bắt đầu đi phân tích cụ thể hơn ha, là đối với trường hợp người ta bước một bậc cộng với B2 thì chúng ta hiểu là B2 chúng ta đã có mấy phương án các bạn? Chúng ta đã có hai phương án rồi.
Vậy thì nó kết hợp cái B2 này với số 1 này, tức là tổng cộng chúng ta cũng sẽ có hai phương án. Phương án 1 thì đầu tiên là bước trước một bậc, sau đó cộng với B2. B2 lúc này chính là 11, tức là 11. Và phương án 2, tức là đầu tiên cũng bước trước một bậc, sau đó cộng B2 thì lúc này nó chính là số 2. Đây, vậy chính là trong trường hợp là 1 cộng B2 thì chúng ta sẽ có những cái bước đi, có thể là đầu tiên là bước một bước, sau đó một bước, rồi một bước, rồi một bước, rồi cộng với số 2. Thì cái các bạn nhìn nè, 11 và số 2 này thì thực ra nó chính là của cái B2. Còn chúng ta có cái số 1 ở đầu ở đây á, là chẳng qua là nó chính là một bước đầu tiên, rồi sau đó mới cộng với B2. Thì chúng ta in cái bước 1 đó ra, rồi còn cái phần đằng sau nó là B2. Thì cái phần B2 đó nó chính là 11 và 2, thì chính là 11 và 2 ở đây. Các bạn hiểu ha? Rồi tương tự 2 cộng B1, tức là trường hợp đầu tiên người ta có thể bước trước hai bậc, rồi sau đó bậc cầu thang chỉ còn lại có B1. Vậy có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là B1 thì chúng ta chỉ có một phương án duy nhất là số 1, tức là bước được một bậc thôi. Vậy thì trước đó nó có số 2, tức là ở đây chúng ta sẽ là 21. Vậy thì tổng kết B3 có 3 phương án. Có 3 phương án. Phương án 1 thì anh gọi là BA1 đi ha, là 111 là cái này nè. Đó. Phương án 2 thì nó sẽ là 12 là cái này. Và phương án 3 thì nó sẽ là 21, chính là cái này. Tổng kết hai cái trường hợp, trường hợp đầu tiên là bước 1 trước, trường hợp thứ hai là bước 2 trước, thì tổng kết lại chúng ta có 3 phương án để có thể bước lên được một cái cầu thang có 3 bậc. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi ha. Giả sử bây giờ cầu thang có 4 bậc thì sao? 4 bậc thì cũng đi theo nguyên tắc như vậy, tức là nó có hai trường hợp. Trường hợp 1, đầu tiên bước trước một bậc thì lúc này cầu thang chỉ còn lại 3 bậc, tức là 1 cộng B3. Và trường hợp 2 là bước trước hai bậc thì lúc này cầu thang chỉ còn lại là 2 bậc, tức là B2. Rồi, trong trường hợp mà 1 cộng B3 thì có phải các bạn đã có B3 ở đây rồi không? Các bạn đã có B3, B3 nó có bao nhiêu? Nó có 3 phương án. Vậy thì nó kết hợp với số 1 này nó sẽ ra được như thế này. Các bạn nhìn ha. Phương án 1 của nó là chúng ta có thêm cái số 1 ở đây. Có thêm cái số 1 ở đầu. Đó, bởi vì chúng ta đang có 1 rồi mới cộng với B3 thì B3 nó là cái phần này, thì nó chính là cái phần này nè. Đó. Vậy thì mình sẽ có 3 phương án là bước trước một bậc thì sau đó là bước lần lượt là B3, tức là các trường hợp còn lại. Rồi tương tự nếu mà 2 cộng B2 thì làm sao? Thì chúng ta đã có B2 chưa? Chúng ta đã có B2, là tổng cộng B2 có bao nhiêu phương án? Nó có 2 phương án, các bạn thấy ha. B2 có 2 phương án. Đó, thì phương án 1 của nó là 11 và 2, thì bây giờ nó cộng thêm số 2 này vô đầu, tức là 211 và 22. Vậy thì tổng kết là B4 có bao nhiêu phương án các bạn? 3 phương án cộng với 2 phương án, tức là có 5 phương án. Nó có 5 phương án là những cái gì? Mình sẽ kiểm tra đây ha. Nó có 5 phương án. Phương án 4 là phương án 5 nè. Rồi, phương án 4 thì nó sẽ là thế này. Phương án 5 thì nó sẽ là thế này. Rồi, vậy thì các bạn thử dò lại với cái kết quả mà của cái đề bài họ đưa ra coi có giống không ha. Các bạn thử dò lại coi. Phương án 1 là tất cả là số 1 hết, thì tức là tất cả là số 1 nè. Phương án 2 là 211, thì tức là nó chính là cái này là 211 nè. Phương án 3 là 121, nó chính là cái này 121 nè. Phương án 4 là 112, thì nó chính là cái này nè 112 nè. Phương án 5 là 22, thì tức là 22, như các bạn đã thấy ha. Đó, vậy thì chúng ta hiểu được cái quy tắc làm này không các bạn? Các bạn hiểu được cái quy tắc làm này không? Đó là chúng ta nhìn thấy được cái nguyên tắc của nó là gì? Đó là tại một cái bước đi N, cái quy tắc ha. Quy tắc tại một bước đi thứ N, tức nó còn gọi là BN. Tức là nó còn gọi là BN ha. Tại một bước đi thứ N, tức là BN, thì ta có hai trường hợp. Trường hợp 1 sẽ là bước trước một bước,
bước trước một bước, sau đó xem bậc cầu thang còn lại n trừ một bậc, và trường hợp 2 là bước trước hai bước, sau đó xem bậc cầu thang còn lại n trừ hai bậc. Đó thì chúng ta sẽ có hai trường hợp này, và từ đó chúng ta có thể tạo ra được bất kỳ một cái quy tắc nào. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn tính B6 thì chúng ta sẽ thấy là B6 chính là bằng 1 cộng B5 hoặc là nó bằng 2 cộng B4. Thì các bạn xem ha, B6 thì nó có hai trường hợp, trường hợp 1 sẽ là 1 cộng B5 và trường hợp 2 nó sẽ là 2 cộng B4. Thì đối với 1 cộng B5 thì chúng ta đã có B5 trước đó rồi ha, tức là chúng ta phải đi từ đầu đến ngay trước đó, chúng ta phải tính được tất cả các trường hợp. Thì ở trường hợp 6 chúng ta mới tính ra được cái trường hợp 5. Thì 1 cộng B5 thì chúng ta đã có B5 có bao nhiêu phương án rồi các bạn? Ủa? À ở đây chúng ta mới tính B4 thôi. Bây giờ anh sorry. Ví dụ bây giờ trường hợp B4 tính B5 đi, chúng ta mới có được B4. Thì bây giờ mới bắt đầu tính B5. Nó phải đi theo thứ tự đi lên tăng dần ha. Nếu B5 thì nó có trường hợp đầu tiên là bước trước một bậc sau đó còn lại 4 bậc, hoặc là bước trước hai bậc sau đó còn lại là 3 bậc. Thì đối với trường hợp là bước trước một bậc sau đó xem cái bậc cầu thang còn lại 4 bậc thì chúng ta đã có 4 bậc, chúng ta có 5 phương án. Thì chúng ta copy nó vô như sau. Đó, đây chính là 5 phương án, thì chúng ta sẽ thêm cái bước một bậc đầu tiên vào đầu mỗi phương án. Đó, sau đó trường hợp 2 là 2 cộng B3, tức là chúng ta xem B3 nó có bao nhiêu phương án. B3 có 3 phương án, mình sẽ copy 3 cái phương án này. Thì như này, thì như vậy ở đầu mỗi phương án nó sẽ bước trước hai bậc, tức là 2 2 2. Vậy tổng kết là B5 có 8 phương án bước. 8 phương án nó sẽ là cái gì các bạn? Nó sẽ là như thế này, mình có 3 cái này vô đây, mình sửa lại là số 7 nè số 8. Đó, tổng kết là B5 nó sẽ có 8 phương án bước, và các bạn nhìn thấy là đầu tiên là bước 5 lần, mỗi lần một bước, sau đó là bước 3 lần 1 rồi 1 lần 2, bước 2 lần 1, 1 lần 2, 1 lần 1, bước 1 lần 1, 1 lần 2, 1, 2 lần 1 còn lại là cũng đủ 5. Rồi bước 1 lần 1, 2 lần 2, bước 1 lần 2 còn lại là 1 bước, bước 1 lần 2, 1 lần 1, 1 lần 2, bước 2 lần 2, 1 lần 1, thì tổng là luôn luôn là đủ 5 bậc và nó có tổng cộng là 8 phương án. Và các bạn đã hiểu được cái quy tắc của nó chưa? Các bạn đã nhìn ra được cái quy tắc chưa? Quy tắc là sao? Quy tắc thì như đây nó nói nè, tại một bước đi thứ n, bn có hai trường hợp là bước trước một bước sau đó xem bậc cầu thang còn lại n trừ một bậc, hoặc là bước trước hai bước sau đó xem bậc cầu thang còn lại n trừ hai bậc. Sau đó chúng ta liệt kê tất cả những cái phương án có trong từng cái trường hợp và cộng hai cái trường hợp lại thì chúng ta sẽ có tổng phương án. Ví dụ như ở trong trường hợp 1 chúng ta có 5 phương án, ở trong trường hợp 2 chúng ta có 3 phương án, vậy thì cộng tổng lại chúng ta có 8 phương án các bạn ha. Và chúng ta cũng không cần quan tâm là cái số 1 này nó bước trước thì như thế nào, thì chúng ta thấy một điều là nếu nó bước trước số 1 thì lúc này cầu thang còn lại n trừ 1 bậc, giả sử ở đây B5 thì cầu thang còn lại B4, thì lúc này chúng ta liệt kê tất cả mọi trường hợp của B4 ra, rồi sau đó chúng ta thêm cái số 1 là cái số 1 đầu tiên này nè, là bước trước này nè, bước trước 1 bậc nè, chúng ta thêm cái số 1 đó vào đầu. Thì đó là trong trường hợp chúng ta liệt kê các phương án bước ra. Còn ở đây đề bài này họ chỉ yêu cầu chúng ta là hãy tính tổng các phương án bước của nó thôi, chứ không cần phải liệt kê chi tiết. Bởi vậy cho nên chúng ta nhận thấy một điều là gì? Cái số lượng các bước, các phương án ở trường hợp 1, trường hợp 1 là bước trước một bậc sau đó xem cầu thang còn lại n trừ 1 bậc, thì trong trường hợp B5 thì nó bước trước 1 thì cầu thang còn lại B4, thì lúc này á, tổng số phương án của nó có phải chính là tổng số phương án của B4 không các bạn ha. Và trong trường hợp 2, bước trước hai bậc sau đó xem cầu thang còn lại là n trừ 2 bậc, tức là 5 trừ 2 là còn lại B3, thì lúc này tổng số phương án của trường hợp 2 nó chính là tổng số phương án của B3, các bạn thấy không? Đúng ha, tổng số phương án của B3 đó. Vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tổng số phương án, có nghĩa là tổng số phương án của BN sẽ bằng tổng số phương án của BN trừ 1 cộng cho tổng số phương án của BN trừ 2.
Như các bạn đã thấy nè, thằng 5 thì nó là 1 cộng B4, thì đối với B4 nó có 5 phương án. Rồi nó có trường hợp 2 là 2 cộng B3, thì với B3 nó có 3 phương án. Vậy thì cộng tổng 5 cộng với 3 thì tổng cộng nó có 8 phương án. Vậy thì cái nguyên tắc, cái quy tắc của nó là gì? Là tổng số phương án của BN sẽ bằng tổng số phương án của BN-1 cộng tổng số phương án của BN-2. Ha, tức là hai cái bước trước đó, tại bước thứ N thì sẽ có tổng số phương án của nó chính là tổng số phương án của hai cái bước trước nó. Chúng ta thử kiểm tra lại điều này có đúng không ha. Thử kiểm tra trong trường hợp B1, B2 thì nó chính là hai cái mở đầu rồi, thì mình không nói. Bắt đầu từ B3 các bạn coi nè, B3 thì có phải trước nó là B2 và B1 không? Hai cái trước nó là B2 và B1, thì B1 có một phương án, B2 có hai phương án. Vậy thì 1 cộng với 2, kết quả tổng của B3 sẽ là 3 phương án, chính xác ha. Rồi thử B4. B4 thì trước đó nó sẽ là B3 và B2. Thì chúng ta có B3 có 3 phương án, B2 chúng ta có 2 phương án. Vậy thì 3 cộng 2 thì kết quả B4 sẽ có 5 phương án như các bạn thấy ha. Và tiếp tục thử B5. B5 thì chúng ta thấy trước đó là B4 và B3. Thì B4 chúng ta đã có 5 phương án, B3 chúng ta đã có 3 phương án. Vậy thì 3 cộng 5 tổng là chúng ta có 8 phương án. Đó. Vậy thì đây chính là cái mối quan hệ truy hồi. BN sẽ bằng BN-1 cộng BN-2. Như các bạn đang nhìn thấy ha. Các bạn có nhìn thấy được cái mối quan hệ truy hồi của BN và với BN-1 và BN-2 chưa? Thì chính là BN sẽ bằng tổng phương án của BN-1 và cộng với tổng số phương án của BN-2. Đó, tức là đơn giản là ngay tại một cái bước N thì chúng ta muốn biết nó có bao nhiêu phương án thì chúng ta sẽ cộng tổng phương án của hai bước trước đó. Vậy có nghĩa là cái bước này á, nó chỉ có nghĩa là cái quy tắc này nó chỉ đúng được trong trường hợp là với N lớn hơn hoặc bằng 3 nha các bạn. Từ 3 trở đi, bởi vì 3 thì 3 trừ 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1. Chứ còn nếu giả sử N bằng 2 đi thì 2 trừ 1 bằng 1, 2 trừ 2 bằng 0 thì làm gì có B0, các bạn hiểu không? Thành ra là mặc định chúng ta luôn luôn có B1 là có một phương án, chúng ta luôn luôn có B2 có hai phương án. Vậy thì lúc này á là từ B3 trở đi chúng ta mới có thể dám lấy B3 chính là bằng B2 cộng với B1. Đó. Rồi tương tự B4 sẽ bằng B3 cộng B2, B5 sẽ bằng B4 cộng B3, B6 sẽ bằng B5 cộng B4, B7 bằng B6 cộng B5. Đó, nó cứ lùi như vậy ha. Và qua đó chúng ta thấy được một điều là cái gì? Qua đó chúng ta thấy được một điều là gì? Đó là muốn tính được tổng số phương án tại một bước DN, bởi vì ở dưới câu B này người ta yêu cầu nè, coi như câu A chúng ta đã xong rồi ha. Câu A là chúng ta đã ra được cái mối quan hệ giữa BN với BN-1 và BN-2 thì nó chính là cái quy tắc này, với N lớn hơn bằng 3. Đây chính là quy tắc là câu A ha. Đó, thì các bạn thấy không, rõ ràng là cái câu A, người ta đã ra được cái câu A có nghĩa là người ta đã cho các bạn một cái gợi ý rồi, thì các bạn chỉ bám theo đó mà các bạn làm thôi. Đó, rõ ràng là rất là dễ dàng nếu các bạn làm câu A trước rồi các bạn mới thấy được cái quy tắc của nó, thì bây giờ các bạn mới làm được câu B. Thì câu B nó yêu cầu các bạn là từ cái mối quan hệ truy hồi đã được xác lập ở câu A, hãy viết cái hàm trả ra tổng các phương án bằng quy hoạt động. Và lưu ý là không cần phải in ra chi tiết các phương án, tức là không cần phải in ra phương án 1 là bước bao nhiêu bậc rồi sau đó bước bao nhiêu bậc. Nó không cần, nó chỉ cần in ra, ví dụ như trong trường hợp N bằng 4 thì in ra là có 5 phương án. Vậy thôi. Đó. Vậy thì bây giờ là chúng ta cần phải viết một chương trình nhận vào cái tham số là N, tức là số bậc của cầu thang có, và trả ra kết quả chính là có bao nhiêu phương án để có thể bước hết được cái cầu thang có N bậc này trong trường hợp mỗi lần chỉ được bước 1 hoặc 2 bậc. Đó. Vậy thì bây giờ muốn làm được câu 3, câu B này thì các bạn cần phải lưu ý điều này ha. Rõ ràng chúng ta thấy một điều là chúng ta luôn luôn có trước B1 và B2 ha, có trước B1 và B2 là chúng ta đã có sẵn B1 bằng 1, B2 bằng 2. Và chúng ta nhận ra cái nguyên tắc là BN sẽ bằng BN-1 cộng BN-2. Thì chúng ta thấy một điều là chúng ta phải đi theo cái thứ tự xuôi. Tức là ví dụ như bạn muốn tính được B7 đúng không? Bạn muốn tính B7. Không, bây giờ giả sử bạn muốn tính B5 đi, thì bạn phải biết B5 chính là bằng B4 cộng B3. Mà bạn chưa có B4 thì làm sao bạn tính được? Bạn chưa có B3 thì làm sao bạn tính được? Tức là bạn phải có được B4 và B3. Giả sử bạn muốn tính được B4 thì bạn cũng phải có được B3 và B2. B2 thì có rồi nhưng B3 chưa có. Vậy có nghĩa là sao các bạn?
Có nghĩa là nếu bạn muốn tính được một cái bước đi BN thì bạn phải có được dữ liệu từ cái bước B1 cho đến bước BN-1 trước đó. Giả sử bạn muốn tính được B5 thì bạn phải có được trong tay B1, B2, B3, B4 thì bạn mới có thể tính được B5. Bởi vì nó đi theo thứ tự. Bạn muốn tính được B10 thì bạn phải có 9 cái B trước đó là từ B1 tới B9. Bạn muốn tính được B100 thì bạn phải có từ B1 cho tới B99 thì bạn mới có thể tính được. Ha, cái nguyên tắc của nó là như vậy. Bạn muốn có được tại một cái vị trí B bằng bao nhiêu đó, BN bao nhiêu đó thì bạn phải có được từ B1 tới BN-1. Bởi vì cái dữ liệu nó cần để tham gia vào quá trình tính toán. Bởi vì nếu bạn muốn tính BN mà bạn không có được BN-1 thì làm sao bạn tính được BN? Mà bạn không có BN-1 thì làm sao bạn có được BN-2 trước đó? Tức là bạn muốn có được BN-1 thì trước đó bạn phải có được BN-2. Mà đã có được BN-2 thì trước đó phải có BN-3. Thành ra cái nguyên tắc là muốn có được BN thì ta phải tính toán và có được hết các giá trị trước đó từ B1 tới BN-1. Đó, giả sử muốn tính được B10 thì phải có được từ B1 tới B9 thì bạn mới có thể tính được B10 ha. Và đó cũng chính là cái nguyên tắc của quy hoạch động. Quy hoạch động có là đơn giản là nó đi theo chiều xuôi chứ nó không phải đi theo chiều ngược lại như đệ quy. Đệ quy là giả sử bạn muốn tính được B10 nhưng bạn chưa có B9 thì ok, nó vẫn cứ cho bạn tính nhưng mà nó để đó, nó lại tiếp tục đi tìm B9. Mà muốn tìm B9 phải có B8, nó lại để đó, nó tiếp tục đi tìm B8. Rồi muốn tìm B8 phải có B7, nó lại để đó tiếp tục tìm B7. Tới khi nào mà nó tìm được cái B cuối cùng là B1, B2 và bắt đầu lúc đó nó lần ngược, nó trả lại cái giá trị lên cho B3, cho B4, cho B5, B6, B7, B8, B9. Rồi từ đó nó trả ra kết quả cho B10 thì bạn ra kết quả cuối cùng. Thì đó là bằng phương pháp đệ quy. Tức là bạn đi từ cái B10 bạn đi xuống B1. Sau đó từ B1 bạn có dữ liệu rồi, bạn trả ngược lại lên B2, B3, B4, B10 rồi bạn mới ra kết quả. Đó là phương pháp đệ quy. Còn đối với phương pháp quy hoạch động là cái phương pháp mà theo kiểu là nó không có đi theo cái kiểu như đệ quy, nó không có đi từ trên xuống như đệ quy mà nó đi từ dưới lên. Tức là nó đi theo kiểu là từ cái thấp đến cái cao, chứ nó đi đến bước nào là nó phải tính được cái dữ liệu ở bước đó và cái bước tiếp theo sẽ lấy dữ liệu ở bước đó tính tiếp. Chứ nó không có làm cái kiểu như đệ quy là đi đến bước nào thì lại phải có dữ liệu bước đó, mà bước đó chưa có thì lại để đó tính tiếp bước sau, thì như vậy là không có. Nó không làm như vậy ha. Nó sẽ làm là đi đến bước nào nó tính được dữ liệu ở bước đó và nó có được cái giá trị, để rồi có cái giá trị đó nó sẽ tính cho cái bước tiếp theo. Tức là nó đi theo cái thứ tự xuôi, tức là từ dưới lên, từ thấp tới cao, để mà đến chỗ nào cần thì đều có dữ liệu tính hết, chứ không phải là cứ để đó lưu vô vùng nhớ tạm rồi từ đó lại tiếp tục đệ quy đến khi nào mà hết rồi đó phải gọi ngược lại một lần nữa, tức là chạy hai lần. Còn quy hoạch động thì nó không chạy hai lần, quy hoạch động nó chỉ chạy một lần thôi, còn đệ quy là nó phải chạy hai lần. Và chạy hai lần như vậy là nó lại tốn bộ nhớ hơn và lại tốn thời gian, tốc độ chạy chương trình hơn. Cho nên là cái bài này chúng ta để yêu cầu chúng ta làm bằng quy hoạch động ha, tức là chúng ta cứ làm bình thường. Rồi vậy thì nói quy hoạch động là như vậy thôi. Thì sau khi các bạn đã hình dung ra được cái công thức của nó là BN sẽ bằng BN-1 cộng BN-2, thì nói quy hoạch động nó văn vẽ như vậy thôi, thì bản chất chỉ là các bạn tìm ra được cái quy tắc truy hồi của nó. Còn khi đã tìm ra được cái quy tắc truy hồi rồi thì cái bài này thực sự á, nó là một cái bài tập cơ bản mà ngay từ cái hồi nhập môn lập trình, mà từ cái hồi mà học phòng lập là các bạn đã làm những cái bài kiểu như thế này rồi. Chắc chắn là các bạn đã làm những cái dạng bài này rồi. Có thể là bây giờ các bạn nhìn các bạn thấy cái bài này nó là một cái bài lớn thôi, chứ anh phân tích cho các bạn thấy nó bình thường ha. Giờ anh nói thế này nè, có phải chúng ta có B1 là bằng 1 không, B2 bằng 2 đúng không? Vậy thì B3 bằng bao nhiêu các bạn? B3 sẽ bằng B1 cộng B2, tức là hai cái trước đó. Thì B1 là 1, B2 là 2, thì tức là B3 chính là 3, là số 3. Sau đó B4 bằng bao nhiêu các bạn? B4 sẽ bằng B3 cộng B2, thì B3 là 3, B2 là 2, thì 3 cộng 2 bằng 5. Rồi giả sử bây giờ B5 bằng bao nhiêu? B5 sẽ bằng B4 cộng B3, thì B4 là 5, B3 là 3, vì 5 cộng 3 sẽ bằng 8. Rồi B6 bằng bao nhiêu? B6 sẽ bằng B5 cộng B4, B5 bằng 8, B4 bằng
bằng 5, 8 cộng 5 bằng 13. Rồi tiếp tục, cái B tiếp theo nó sẽ bằng 13 cộng 8 thì sẽ bằng 21. B tiếp theo sẽ là 21 cộng 13 thì sẽ bằng là 35. Rồi tiếp tục, B tiếp theo nữa thì 35 cộng cho 21 thì sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 56. Vậy thì các bạn có thấy không? Các bạn có thấy là cái bài này nó quen quen không? Các bạn có thấy nó quen quen không? Nó quen quen tức là đầu tiên cho trước hai số là 1 với 2. Cái số tiếp theo sẽ là tổng của hai số này. Số tiếp theo sẽ tổng của hai số này. Số tiếp theo là số 8 sẽ là tổng của hai số này. Số tiếp theo là số 13 sẽ là tổng của 5 cộng 8. Số tiếp theo là số 21 sẽ là tổng của 8 với 13. Thì các bạn thấy cái bài này có quen quen không? Cái dạng này nó chính là cái dạng mà nó giống như cái bài Fibonacci vậy đó. Giống bài dãy số Fibonacci. Fibonacci giống y chang cái bài Fibonacci chứ có gì khác đâu. Fibonacci nó cũng là cái quy tắc như vậy, nhưng mà khởi đầu nó không phải là 1,2 mà nó là 1,1. Khởi đầu Fibonacci là 1,1. Số tiếp theo là số 2, số tiếp theo là số 3, tiếp theo là 5, rồi tiếp theo là 8, rồi tiếp theo là 13, rồi tiếp theo là 21. Số đầu tiên của Fibonacci là 1,1. Rồi sau đó là số 2 này sẽ chính là bằng 1 cộng với 1. Rồi số 3 này sẽ là bằng 1 cộng với 2. Số 5 sẽ bằng 3 cộng 2. Đó. Thì đây chính là cái bài Fibonacci, nhưng mà thay vì Fibonacci nó bắt đầu từ 1,1 thì bây giờ chúng ta bắt đầu từ 1,2. Còn lại thì cái quy tắc y như bài Fibonacci. Mà các bạn nhớ không, cái bài Fibonacci là cái bài mà anh nhớ là ngay từ cái thời vòng lặp là các bạn đã học cái cách để xử lý cái bài Fibonacci rồi. Nó chỉ là cái quy tắc nó lặp để tính tổng của hai số liền trước nó. Vậy thôi. Chứ không hề đụng tới một cái kiến thức gì đó như là mảng một chiều cũng không đụng tới, và mảng hai chiều hay con trỏ hay gì cũng không đụng tới. Nó chỉ là cái kiến thức về vòng lặp thôi. Tức là chỉ là kiến thức vòng lặp để xử lý dãy số thôi. Để xử lý dãy số. Đó. Nó chỉ là kiến thức vòng lặp để xử lý dãy số. Cho nên là tóm lại nguyên cái câu 4 này á, các bạn nhìn cái đề bài nó dài như vậy á, rồi thấy cái chữ quy hoạt động là cái chữ mà thường nó dùng trong giải thuật, ở những cái bài toán nâng cao, ở những cái bài toán giải thuật thi Olympic này nọ. Các bạn thấy tưởng nó ghê gớm, chứ thật ra cuối cùng nguyên cái câu 4 này chúng ta giải quyết nó chỉ bằng cái phương pháp gọi là vòng lặp, gọi là bằng vòng lặp thôi, chứ chả có phải là kiến thức gì nâng cao. Vòng lặp là cái kiến thức mà sau khi các bạn biết được về nhập xuất, sau khi các bạn biết về câu lệnh điều kiện, thì cuối cùng là thứ ba là các bạn đến vòng lặp. Thì chỉ đến vòng lặp là các bạn giải quyết được cái bài câu 4 này rồi, chứ nó cũng chẳng có phải là cái gì mà là phức tạp hết đó. Nó chỉ là vòng lặp thôi, các bạn có thấy được nguyên tắc của nó không? Nó chỉ là vòng lặp ha, chỉ là vòng lặp để chúng ta giải quyết được cái bài này, không có gì phức tạp hết đó. Rồi thì nếu mà là vòng lặp để giải quyết bài này thì các bạn thấy nó y như nguyên tắc của dãy Fibonacci, thì cái số này sẽ bằng hai tổng của hai số liền trước nó, cái số này sẽ bằng tổng của hai số liền trước nó, cho đến khi nào chúng ta cứ lặp liên tục như vậy, cho đến khi nào nó bằng đúng cái số BN hiện tại. Ví dụ ở đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thì đây chính là kết quả B9 nè. Giả sử chúng ta chỉ cần tính tới B9 thì rõ ràng chúng ta ra số 56 là chúng ta kết luận là B9 nó có 56 bước, 56 phương án để có thể đi. Rồi giả sử để yêu cầu tính B10 thì chúng ta chỉ cần lấy B9 cộng B8 ra kết quả là bao nhiêu? 91. Thì tức là B10 bằng 91. Lúc này chúng ta dừng lại, chúng ta không làm gì nữa. Đó, lúc này chúng ta dừng lại là coi như là chúng ta đã tìm được B10 rồi, là 91 phương án. Rồi, vậy thì rõ ràng nó chỉ là kiến thức về vòng lặp xử lý dãy số thôi, không có gì phức tạp các bạn ha. Bây giờ anh sẽ cùng các bạn đi giải quyết câu số 4 này. Thì chúng ta mở Visual lên, chúng ta tạo một cái project mới, add new project, đặt tên cho nó là câu 4. Nhìn cứ tưởng hầm hố chứ thật ra nó chỉ là kiến thức dãy số vòng lặp thôi. Rồi, chúng ta tạo một cái project, tạo một cái file suộc.cpp để chúng ta code. Thì ở đây chúng ta cứ nháp trước coi nó chạy được không ha. stdio.h, corneo.h, inman, getter, return 0. Rồi chúng ta thử printf ra cái chữ như là chữ hello world. Rồi chạy lên.
chạy lên rồi hello world, ok chính xác ha các bạn, chính xác hoàn toàn. Rồi rồi bây giờ các bạn nhìn như thế này ha, cái tên hàm này mình phải đặt đúng cái tên này, cho nên mình sẽ copy nó ha, mình copy cái hàm này mình bát vô đây để trên đầu hàm main count solution in n. Rồi thì tóm lại là mình sẽ làm cho nó cái nguyên tắc là nó cứ lặp liên tục từ cái bn, từ b1 cho tới bn, và tới bn thì nó dừng lại, nó không có tính nữa ha. Thì đầu tiên chúng ta phải khởi tạo cho nó là b1 bằng 1 và b2 bằng 2. Chúng ta phải khởi tạo cho nó ha, là chúng ta có cái phương án là b1 sẽ bằng 1 và chúng ta có b2 sẽ bằng 2. Các bạn nhìn ha, b1 sẽ bằng 1 và b2 bằng 2. Và bây giờ chúng ta muốn tính được bn thì bn là bằng cách nào? Bây giờ đặt trường hợp thế này ha, nếu trong trường hợp người dùng nhập vào n bằng đúng 1 thì có phải nó return lại b1 không các bạn? Rõ ràng là như vậy ha. Rồi nếu n bằng 2 thì nó return lại b2 đó. Còn đặt trường hợp là nếu n bằng 3 thì ở đây chúng ta cũng có thể viết điều kiện là nếu n lớn hơn 3 cũng được, rồi sau đó chúng ta xử lý. Nhưng mà ở đây chúng ta không cần cái if này, bởi vì đơn giản là nếu mà n bằng 1 hay n bằng 2 nó thỏa hai cái if này á, gặp cái if nào thì nó return, tức là nó kết thúc cái hàm luôn rồi. Còn nếu mà nó chạy qua hai cái if này mà không kết thúc thì tức là n ở khúc sau đó nó chính là từ số 3 trở lên ha, nó chính là bằng 3 trở lên. Thì tất nhiên đặt trường hợp là giả sử người dùng mà nhập vào n bằng 0 là không được, hay n bằng số âm là không được ha, thì cái đó mình có thể mình tính toán, mình ràng buộc cái điều kiện của người dùng ngay từ cái bước nhập n, thì cái đó không quan trọng. Quan trọng bây giờ mình xử lý nè, thì lúc này tức là từ khúc này trở xuống, tức là n lớn hơn bằng 3. Rồi vậy thì chúng ta thấy một điều là gì, n lớn hơn bằng 3 thì nó sẽ cho một vòng lặp, nó chạy từ cái giá trị 3 cho đến giá trị n. Giả sử n bằng 10 đi thì nó sẽ chạy từ B1 tới B9 như hồi nãy anh phân tích đó. Thì chúng ta đã có B1 và B2 rồi, thì có nghĩa là nó chỉ cần chạy từ B3 tới B9 thôi. Thì tức là lúc này chúng ta có một vòng lặp for in y bằng 1 bằng 3, y nhỏ hơn hoặc bằng n cộng cộng y. Tức là lúc này nó sẽ chạy từ cái y bằng 3. Giả sử n bằng 5 thì nó sẽ chạy từ 3 rồi đến 4 rồi đến 5 tới khi nào bằng 5. Thì cuối cùng khi mà nó bằng 5 rồi á, là chúng ta sẽ dừng vòng lặp lại và chúng ta trả về cái kết quả của cái số ngay cái đặc biệt vị trí 5 đó là xong ha. Thì ở đây chúng ta, ở ngoài này chúng ta có một cái biến gọi là bn đi. Chúng ta có một cái biến là bn đi. Thì các bạn thấy một điều rõ ràng là ở trường hợp y bằng 3 thì có phải là B3 sẽ bằng B1 cộng B2 đúng không các bạn? Tức là trong trường hợp y bằng 3 thì B3 là bn nè sẽ bằng B1 cộng B2, các bạn thấy đúng không? Chính xác ha. Rồi đây chính là cái quy tắc, nó sẽ lặp hai cái bước trước đó, tổng của hai bước trước đó. Nhưng bây giờ đặt trường hợp với các bạn là nếu y nó cộng cộng tiếp tục sang B4, y nó sang B4 ha, giả sử y nó sang B4 thì lúc này B4 nó sẽ bằng bao nhiêu các bạn? Nó sẽ bằng B3 cộng B2, nó sẽ bằng B3 cộng với B2. Nhưng thì lúc này chúng ta phải tùy biến lại cái giá trị của hai cái biến này để cho nó cập nhật lại. B1 này chính là bằng B3, còn B2 này chính là bằng B2, thì nó phải cập nhật lại hai cái này ha. Ở đây chúng ta comment cho nó hiểu như thế này nè. B1 chính là B2 đi. B2 chính là BN-1. B1 chính là B của N-2. Thì đơn giản thôi, ví dụ như trong trường hợp B3 nè, thì 3-1 là bằng 2, còn 3-2 sẽ bằng 1. Đó. Rồi, vậy thì chúng ta đã có BN bằng B1 cộng B2. Thì đến khi mà nó lặp qua một cái giá trị Y mới, Y nó bằng 4 chẳng hạn đi, thì cái BN này á, nó bằng hai giá trị này cộng với nhau, thì hai cái giá trị này mình cũng phải được tùy biến lại cho nó. Thì lúc này các bạn nhìn nè, cái nguyên tắc như sau ha. Giả sử như mình thấy B1 bằng 1 nè, B2 bằng 2, thì B3 nó chính là bằng B1 cộng B2 là bằng số 3. Thì lúc này tiếp tục sang B4 thì các bạn thấy B4 nó sẽ bằng
2 cộng với 3 thì sẽ được 5. Thì lúc này á, chúng ta sẽ xem cái số 2 này á, nó chính là bằng cái B1 ban đầu, nó được nhích lên số 2. Còn cái B2 ban đầu ở số 2 á, nó sẽ chính là số 3 này. Để mà đến khi đó nó lấy hai số B1 cộng B2, nó ra được 5. Rồi tiếp tục, khi nó ra được 5 rồi thì cái B1 nó cũng phải được đẩy lên đứng ở vị trí số 3, B2 phải được đẩy lên đứng ở vị trí 5. Để đến khi mà tiếp tục tính thì nó lấy B1 cộng B2 thì nó mới chính là 3 với 5 thì ra 8. Chứ nếu chúng ta không có nhích cái vị trí của nó lên thì mãi mãi nó chỉ là số 1 và số 2 thì như vậy là không được. Tức là chúng ta phải nhích nó lên ha. Thì chúng ta phải nhích nó là B1 sẽ bằng B2 và B2 sẽ bằng BN. Chúng ta phải nhích nó lên để đến khi nó lặp sang một lần mới thì BN ở cái lần mới nó chính là B1 cộng B2, thì B1 chính là B2 trước đó, còn B2 nó chính là BN trước đó, thì nó mới tiếp tục nó cộng hai giá trị mới vô. Các bạn nhớ điều này ha. Nhưng lưu ý là cái thứ tự của nó phải là B1 bằng B2 rồi B2 bằng BN. Bởi vì sao? Nếu các bạn làm ngược lại là các bạn sai nha. Bởi vì thế này nè, B1 ban đầu là 1, B2 là 2, sau khi nó cộng ra được là bằng 3 ở đây nè, thì tiếp tục cái B1 ban đầu là số 1 nó phải được đẩy lên ở vị trí B2, thì rồi sau đó cái B2 này được đẩy lên ở vị trí kết quả B3 vừa tính ra là bằng số 3. Nếu chúng ta mà đẩy cho nó theo cái kiểu là chúng ta đẩy B2 lên đây trước rồi sau đó B1 lên đây, thì để coi nó có vấn đề xảy ra không. Ví dụ như chúng ta mà đẩy cái thằng này mà đẩy lên đây trước, tức là đẩy B2 bằng BN, giả sử chúng ta mà để B2 bằng BN trước rồi sau đó chúng ta mới để B1 bằng B2, thì các bạn coi chừng nó sẽ bị trường hợp như thế này, tức là BN nó gán giá trị qua B2, sau đó B2 đó lại đem cái giá trị đó gán qua B1. Vậy có nghĩa là sau cùng thì B1, B2 và BN đều là một giá trị duy nhất giống nhau. Như vậy là không được. Nó phải đi theo cái thứ tự là B1 bằng B2, tức là B2 gán qua B1 trước cái đã, rồi sau đó BN nó mới gán qua B2. Chứ nếu các bạn mà để theo thứ tự, các bạn cho cái B2 lên trước thì BN mà gán qua B2, rồi cái B2 này nó đang có giá trị của BN nè, tiếp tục nó lấy B2 gán qua B1, vậy thì B1 nó cũng có giá trị của BN, vậy thì đâu có được nữa. Mình phải để theo thứ tự là B1 bằng B2 rồi sau đó B2 bằng BN ha. Rồi, và cứ thế vòng lặp nó chạy đến khi nào mà nó bằng N. Vậy thì đến khi nó bằng N rồi thì chúng ta sẽ return lại BN, bởi vì lúc này BN nó đã có dữ liệu. Sau khi nó chạy vòng lặp từ 3 tới N thì lúc này là hết vòng lặp rồi, thì nó trả về BN, là chúng ta kết thúc cái hàm Cow Solution này. Các bạn thấy ha. Rồi bây giờ chúng ta thử nghiệm ha. Ví dụ chúng ta có N bằng 1 đi. Rồi green tờ F, N bằng 1, green tờ F, chúng ta sẽ xuất ra kết quả nè. N bằng 1 là chúng ta xuất ra kết quả sao ta? Cầu thang có phần trăm D bậc suy ra, có phần trăm D phương án. Phương án thì chúng ta sẽ xuất ra đầu tiên là phần trăm D bậc thì chúng ta truyền vào N. Còn cái chỗ phương án này nè thì chúng ta sẽ truyền vào là cái hàm Cow Solution. Cow Solution truyền vào N. Đó. Giả sử bây giờ N bằng 1, chúng ta chạy lên thử ha. Chúng ta đã có quy tắc là gì rồi? Đây. Nè, B1 thì nó có một phương án ha. Chúng ta chạy lên. Rồi, cầu thang có một bậc suy ra có một phương án chính xác các bạn ha. Rồi. Cầu thang có hai bậc, thử coi. Cầu thang có hai bậc suy ra có hai phương án chính xác, bởi vì là nó đang rơi vào cái trường hợp là if n bằng 1 và if n bằng 2 nè. Đó. Rồi, bây giờ đặt trường hợp cầu thang có ba bậc đi. Thì ba bậc ở đây chúng ta đã tính ra được ba bậc là có ba phương án đúng không? Thì chạy nó lên. Ba bậc sẽ có ba phương án, các bạn thấy ha. Rồi, giờ đặt trường hợp cầu thang có bốn bậc đi. Bốn bậc thì mình đã tính ra được làm sao? B4 có năm phương án. Rồi mình chạy lên. B4 có 4 bậc có 5 phương án chính xác. Rồi giả sử N bằng 5 đi. Giả sử N bằng 5 thì B5 nó sẽ có 8 phương án, các bạn thấy ha. Mình chạy lên. B5 sẽ có là 8 phương án chính xác. Rồi tiếp theo số 8 sẽ là số 13, mình thử coi đúng không ha. Giả sử N bằng 6 nè thì coi nó có ra 13 không. Bằng 6 thì sẽ là 13, chính xác. Bây giờ tiếp theo số 13 là số 21 thì bằng 7.
bằng 7 chúng ta chạy lên ha. Bằng 7 sẽ có 21 phương án. Rồi, tiếp theo 21 là số 8, số 9, số 10. Bây giờ là trường hợp B10 là 91 nè. Chúng ta thử kiểm tra coi N bằng 10 nó có ra 91 không? Chạy lên ha. Ủa? B10 là có 89 phương án. Ủa, sao 89 ta? Hình như anh cộng có sai không? 21 với 13 nữa là nhiêu? Ủa, 21 với 13 là 34 các bạn ơi, sorry. 34 với 21 là 34 với 21 là 55. 55 với 34 thì nó bằng 89. À đúng rồi, chính xác nó là 89 nha các bạn. Đó, nó là 89 phương án. Giả sử như bây giờ 89 với 55 bằng bao nhiêu các bạn? 89 với 55 là 144. 144. Tức là N bằng 11 thì nó bằng 144. Thử coi. Đó, chính xác có 144 phương án các bạn thấy ha. Rồi, vậy thì coi như là xong, chúng ta đã làm được cái bài này. Các bạn thấy ha, mình đã làm được cái bài này hoàn toàn. Làm được bài này hoàn toàn và bằng một cái phương pháp cực kỳ đơn giản là vòng lặp. Không có dùng bất kỳ một cái kiểu dữ liệu mãng hay này nọ để lưu trữ gì hết. Chỉ là vòng lặp để làm được bài này thôi. Và nó chính là cái bài toán giống như cái bài toán Fibonacci vậy đó. Và các bạn thấy không, gọi quy hoạt động là cái tên nghe nó mỹ miều vậy thôi, chứ bản chất quy hoạt động nó không phải là thuật toán gì hết. Nó chỉ là một cái hướng để chúng ta giải quyết nó bằng một cái dạng kiểu như vậy. Thì có thể là giải quyết nó bằng đa dạng, có thể là dùng ngăn xếp, có thể là dùng mảng. Thậm chí là trong bài này là chúng ta không dùng nhà gì hết, chúng ta chỉ dùng vòng lặp thôi. Chúng ta không có dùng bất kỳ một cái kiểu dữ liệu phức tạp gì hết. Chúng ta chỉ dùng đúng vòng lặp cho nó chạy thôi, không dùng bất kỳ một cái gì phức tạp. Các bạn thấy ha, hoàn toàn không có gì khó hết ở bài này. Đó, chỉ dùng đúng cái vòng lặp thôi. Dùng đúng vòng lặp là tính ra được cái đáp án. Các bạn thấy không, hoàn toàn đơn giản ha. Nhìn cái bài câu 4 nó khó như vậy á, nhưng mà nếu các bạn làm kỹ rồi thì các bạn thấy câu 4 là một cái câu có thể nói là cho điểm luôn. Chỉ là các bạn nhìn ra được cái quy tắc của nó thì các bạn mới ăn được điểm, chứ còn không nhìn ra quy tắc là coi như là không ăn được điểm đâu. Thì ở đây cái câu 4 này nó dễ là bởi vì người ta có nói một cái câu là lưu ý không cần phải in ra chi tiết các phương án. Người ta có nói là không cần phải in ra chi tiết các phương án. Các bạn thấy câu này ha, không cần in ra chi tiết các phương án. Nhưng thực ra là sao? Nhưng thực ra là nếu như cái đề bài này mà yêu cầu các bạn phải in ra chi tiết từng phương án, ví dụ như là in ra theo kiểu như thế này, thế này, thế này, thế này, đó, thì các bạn mới xem bài này nó hơi khó hơn một chút. Chứ nếu mà bài này nó không có nói in ra chi tiết các phương án thì coi như bài này là nó quá dễ rồi. Nó chỉ cần in ra cái số lượng phương án thôi thì là quá dễ. Thì ở đây anh cũng nói luôn ha, là chúng ta cũng sẽ làm bài này bằng cái cách là in ra tất cả các phương án. Tức là chúng ta làm thêm một cái yêu cầu bổ sung thôi để cho các bạn luyện tập, là chúng ta sẽ in ra đầy đủ mọi phương án của một cái bước N, một cái cầu thang của N bậc. Chúng ta sẽ in ra tất cả số lượng các phương án có thể đi và chi tiết từng phương án là đi như thế nào luôn. Chúng ta in ra luôn để các bạn luyện tập, coi như là muốn cỡ nào các bạn cũng làm được ha. Còn trong trường hợp này chúng ta chỉ cần làm một cái hàm như thế này thôi là chúng ta ăn điểm ở câu này rồi. Cái hàm này là coi như dài từ dòng 4 đến dòng 27 là 23 dòng. Và coi như là 23 dòng cốt là chúng ta đã ăn được điểm của cái câu này rồi. Ok, thì đây là chúng ta giải bằng cái phương pháp là quy hoạt động nha các bạn. Giải bằng phương pháp quy hoạt động. Đó, còn thực ra cái bài này á, cái bài này các bạn có thể giải bằng phương pháp đệ quy cũng khá là đơn giản. Cái bài này các bạn giải bằng đệ quy khá là đơn giản, nó ngắn gọn hơn. Nhưng mà tất nhiên là nếu các bạn giải bằng đệ quy thì cái đề này các bạn sẽ không được điểm, bởi vì người ta đã nói là giải bằng quy hoạt động ha. Thì nếu như các bạn giải bằng đệ quy thì nó ngắn gọn hơn, nhưng mà sẽ không được điểm của cái bài này. Thì đương nhiên là như vậy rồi. Thì ở đây anh cũng sẽ giải luôn bằng đệ quy để các bạn hiểu được cái cơ chế chạy của đệ quy luôn, cũng để các bạn có thể là sau này trong những tình huống mà người ta không yêu cầu các bạn là giải bằng phương pháp nào, người ta chỉ nói là ra được kết quả, thì các bạn có biết được nhiều cách làm khác nhau. Thì ở bài này anh sẽ giải bằng đệ quy luôn ha. Tức là anh sẽ copy lại cái hàm là in count solution shift gạch đệ quy và mình truyền vào N. Rồi, đối với đệ quy thì nó đi theo chiều từ trên xuống, tức là nó không đi từ bước 1 tới bước N. Bản chất là chúng ta muốn tìm ra được cái phương án bước BN là chúng ta phải có từ B1 tới BN-1 trước đó. Thì ở đây đệ quy nó không cần như vậy.
Nếu bạn muốn tìm ra BN thì bạn cứ tiếp tục tìm BN-1. Bạn tìm BN-1 không ra, bạn tiếp tục tìm xuống BN-2. Rồi bạn tìm BN-2 không ra, tiếp tục tìm xuống BN-3, và cứ thế đến khi nào nó dừng lại thì thôi. Thì ở đây chúng ta hiểu cái quy tắc để quy nó chạy như thế này nè. Giả sử bạn muốn tìm B5 đúng không? Hay B4 cho nó gần. B4 ha. Thì B4 nó sẽ gọi để quy của B3 cộng B2. B3 cộng B2. Nhưng mà lúc này nó sẽ hỏi là ủa B3 cũng chưa có mà B2 cũng chưa có. Chúng ta lưu ý ha, là để quy phải có điều kiện dừng. Điều kiện dừng thì chúng ta đã có rồi đó. Ta đã có điều kiện dừng là B1 thì là trả về một phương án, và B2 trả về hai phương án. Đó, thì B4 nó sẽ là bằng phương án của B3 cộng với phương án của B2. Đó, mà B3 thì chưa có, còn B2 thì ok, chúng ta thấy B2 có rồi đó. B2 thì nó có hai phương án rồi đó. Thì coi như là cái vế này chúng ta đã giải quyết xong. Lúc này nó sẽ là câu hỏi là B3 bằng bao nhiêu. Thì tiếp tục nó sẽ đi tìm B3 ha. B3 sẽ bằng B2 cộng B1. Thì lúc này B1 nó đã có phương án là có một phương án. B2 nó đã có hai phương án. Vì tổng ở đây nó sẽ bằng 3. Lúc này nó lấy cái số 3 này nè, nó đã để quy nó lại quay ngược lại một cái chiều từ dưới lên. Sau khi nó đi từ 4 đến 3 đến 2 đến 1 thì lúc này nó lấy cái số này nó trả lên lại đây để ra được B3. Rồi cộng với B2, B2 là bằng 2, vậy thì có nghĩa là bằng 3 cộng 2 sẽ bằng 5. Kết quả 5 chính là tổng phương án của B4. Giả sử nha, nó muốn tìm B5 đi ha. Nó muốn tìm B5 đi. Thì chúng ta có B5 nó sẽ bằng cái gì? B5 nó sẽ bằng B4 cộng B3. Các bạn thấy ha. B5 sẽ bằng B4 cộng B3. Chắc anh mở cái ben anh vẽ cho các bạn dễ nhìn. Đây anh vẽ cái ben thì nó sẽ dễ nhìn hơn nè. Các bạn nhìn nè. B5 nè. Sẽ bằng nè. B4 cộng với B3 đúng không các bạn? B5 bằng B4 cộng B3. Rồi, lúc này nó chưa có B4, nó lại tiếp tục để quy ở bước này, tức là để quy là gọi là chính nó, tại vì nó chưa tìm thấy B4. Nó lại tiếp tục B4 chính là bằng mấy? Bằng B3. B4 sẽ bằng B3 cộng B2. Đúng không các bạn? Nó bằng B3 cộng B2. Rồi, B3 nó lại chưa có. Lúc này B3 nó sẽ bằng B2 cộng B1. B2 cộng B1. Đó. Còn lúc này cái B2 này á, là nó đã là điều kiện dừng, thì nó trả về cái số 2. Lúc này á, B1 này là nó trả về số 1. B2 này trả về số 2. Thì nó lấy 2 cộng với 1 là bằng 3. Bằng 3. Nó lấy cái số 3 này nó trả lên B3 này. Nó để quy nó quay lui, nó quay ngược lại. 3 này thì 3 cộng với 2 sẽ bằng 5. Đúng không? Nó lấy cái số 5 này nó trả lên B4. Các bạn thấy ha. Rồi tiếp tục cái bước này nó lặp lại nè. B3 thì nó sẽ bằng B2 cộng B1. Nó chưa tính xong ha. Coi như nó mới tính xong một vế trái là bằng 5 đi. Bắt đầu nó qua cái vế phải B3 nè. B3 thì nó sẽ bằng B2 nè cộng B1. Bản chất để quy là nó lúc nào cũng chạy hai lần ha các bạn. B2 cộng B1 mà B2 chúng ta đã có điều kiện dừng của nó chính là bằng 2, tại vì nó có hai phương án. B1 thì chính là điều kiện dừng là 1, vậy thì 2 cộng với 1 sẽ bằng 3. Thì cái kết quả 3 này nó được trả lên cho B3. Thì cuối cùng là B4 là bằng 5, B3 là bằng 3, cộng 5 cộng với 3 là sẽ bằng là bằng 8. Chúng ta có B5 sẽ bằng 8 phương án. Đây chính là cái quá trình mà để quy nó chạy, các bạn hiểu không? B5 sẽ gọi đến B4 với B3. Thì lúc này trong cái máy tính nó sẽ tính riêng với B4 là sẽ bằng B3 cộng B2. Thì lúc này á, B2 có rồi. Lúc này nó lại tính tiếp B3 là bằng B2 cộng B1. Thì B1 với B2 có rồi, được 3, nó trả kết quả lên B3. Thì khi B3 đã có kết quả, nó lại có kết quả của B2 cộng lại bằng 5 thì nó trả lên cho B4. Lúc này chưa xong, nó xét qua B3 bên này, cái vế bên phải. Thì B3 bên này sẽ bằng B2 cộng B1. Thì B2 bằng 2, B1 bằng 1, cộng lại tổng bằng 3. 3 trả lên kết quả cho B3.
Sau đó nó mới lấy V4 cộng với V3, tức là bằng 5 cộng 3 thì kết quả bằng 8. Lúc này nó mới trả kết quả 8 này. Cái kết quả 8 này nè, nó trả về cho B5. Nó trả về cho B5. Đó. Và cuối cùng B5 bằng 8. Cái quá trình đẩy quy nó chạy 2 lần. Còn như trong trường hợp phòng lập là các bạn thấy không, cái đẩy quy nó chạy 2 lần. Bởi vì các bạn nhìn nè, 5 thì nó gọi 4, 3, 4 thì gọi 3, 2, rồi 3 thì gọi 2, 1, rồi sau đó 2, 1 dừng lại thì lấy kết quả trả ngược lên 3. Từ 3 có kết quả trả lên 4, và từ 4 với 3 có kết quả trả qua 5, chạy 2 lần. Trong khi nếu mà bằng phương pháp quy hoạt động, tức là nó đi theo chiều xuôi, tức là muốn tính B5 đúng không? Bạn tính được B1, bạn có B1, bạn có B1 nè, bạn có B2, bạn có B2, rồi từ B1, B2 bạn tính ra B3, rồi từ B3 bạn tính ra được B4, tại vì từ B2 với B3 thì bạn sẽ ra được B4. Rồi từ B3 với B4 bạn sẽ ra được B5. Bạn sẽ ra được B5. Đó, nó chỉ tính theo chiều xuôi một lần, chứ nó không phải chạy ngược lại một lần nữa. Nó không phải là theo kiểu đẩy quy á, là nó đi từ B5 đến B4 đến B3 đến B2 đến B1, sau đó 1 với 2 trả lên 3, 3 trả lên 4, 4 trả lên 5, chạy 2 lần. Còn quy hoạt động là chỉ là 1 đến 2, 2 đến 3, 3 đến 4, 4 đến 5, đến 5 xong ra kết quả luôn, không chạy 2 lần gì hết. Đó, thì đó là cái giá trị của phương pháp quy hoạt động ha. Thì ok, thì sau khi các bạn hiểu như vậy thì mình sẽ làm một cái bằng đẩy quy. Sau đó anh sẽ tiến hành anh đo thời gian ở hai cách để cho các bạn thấy được là cái phương pháp quy hoạt động sẽ dùng tốt hơn đẩy quy về tốc độ như thế nào ha. Thì bây giờ chúng ta đơn giản là nếu bằng đẩy quy thì chúng ta xét nếu n bằng 1 thì chúng ta sẽ return lại 1 vì nó chỉ có một phương án. Nếu n bằng 2 thì chúng ta return lại 2 là nó có hai phương án. Còn nếu n nó không phải là 1, không phải là 2, tức là nó bắt đầu từ 3 trở đi á, thì chúng ta sẽ return lại cái count solution đẩy quy của n 1 cộng count solution đẩy quy của n 2, giống như cái cách mà anh vẽ trên bên như thế này là B5 sẽ bằng B4 cộng B3 nè. Đó. Rồi, thì đẩy quy nó chỉ là từ dòng 30 tới dòng 39, tức là coi như là 9 dòng. Trong khi ở trên đây là phải đến 24 dòng, còn ở đây chỉ có 9 dòng thôi. Các bạn thấy không, đẩy quy nó chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Đẩy quy chỉ là ngắn gọn như vậy, nhưng mà vì nó ngắn gọn như vậy cho nên là nó là chạy 2 lần. Còn chịu khó làm quy hoạt động phức tạp một chút vậy đó, nhưng mà chạy có 1 lần thôi. Các bạn thấy ha. Đó, nó chỉ đơn giản như là ví dụ bây giờ các bạn gọi count solution 5 đi, thì lúc này nó sẽ kiểm tra là cái số 5 đó nó không thỏa điều kiện dừng của 1 hay 2. Nó sẽ return lại count solution của 5 trừ 1 là 4, tức là B4 nè, và cộng với 5 trừ 2 là B3. Rồi tiếp tục từ cái nhánh B4 này nó lại gọi lại cái hàm này, nó set B4 nó cũng không thỏa hai điều kiện dừng, thì nó sẽ return lại của B3 cộng B2, tức là giống như thế này. Rồi từ B3 này nó lại set 3 không thỏa hai điều kiện dừng, thì nó lại return lại B2 cộng với B1. Lúc này B2 thì nó thấy B2 thỏa điều kiện dừng, nó trả về 2 nè. Các bạn thấy không, nó trả về 2. B1 nó thỏa điều kiện dừng, trả về 1. Thì hai thằng này cộng lại được 3, trả lên B3. Thằng B2 này nó chính là bằng 2, tại vì nó thỏa điều kiện dừng nè. Thì tổng 3 cộng 2 bằng 5, nó trả lên B4. Tương tự B3 bên này thì nó sẽ gọi lại là, nó gọi lại cái hàm này, nó xét B3 thì không thỏa bằng 1 hay bằng 2, nó sẽ gọi lại của cái hàm này 3 trừ 1 là 2, 3 trừ 2 là 1, tức là gọi lại 2 với 1. Đối với hàng 2 nó kiểm tra thấy bằng điều kiện dừng, nó trả về 2. Đối với hàng 1 thỏa điều kiện dừng, trả về 1. Hai thằng này cộng nhau bằng 3, trả lên B3. Cuối cùng hai thằng này cộng với nhau, thằng là 5, thằng là 3 thì cộng với nhau ra 8. Đó là nó sẽ cuối cùng là kết quả cuối cùng nó sẽ trả về là 8, và vòng đẩy quy nó dừng, cái đẩy quy nó dừng lại. Thì chúng ta muốn thử nghiệm thì đơn giản như sau thôi. Chúng ta có hai cái dòng này nhưng mà chúng ta thay bằng cái hàm đẩy quy vô. Tại vì chúng ta đã chắc chắn là cái count solution này đúng rồi các bạn ha. Bây giờ chúng ta thử cái đẩy quy coi hai cái này nó ra kết quả giống nhau không. Rồi thử chạy lên. Ủa, báo lỗi nè. Kéo lên coi lỗi gì. À, lỗi này nó không có số dòng, nó là lỗi này kiểu như là nó thuộc cái lỗi của Visual. À, chúng ta thử rebuild coi, rebuild. Rồi sau đó chúng ta chạy lên lại ha.
chạy lên lại. Ủa vẫn lỗi ha, lâu lâu nó bị lỗi nhảm các bạn ơi, lâu lâu nó bị lỗi nhảm. Để mình kéo lên coi lỗi gì. Bây giờ mình bấm build coi, build coi nó có bị lỗi gì không nè. Các bạn nhìn nè, build success nè, không fail các bạn thấy không, không có lỗi gì hết. Chúng ta chạy lên, đó nó ra nè, là có 144 phương án giống nhau các bạn thấy không, đó giống nhau y chang. Rồi n bằng 25 đi, 25 thì chúng ta thấy nè, nó ra kết quả như nhau là 121393, 121393 các bạn thấy không, y chang nhau. Dù n bằng 4 nè, n bằng 4 thì nó có 5 phương án nè, đó n bằng 1 nè, n bằng 1 thì có 1 phương án đó, cả hai cách đều trả về 1 phương án. Với n bằng 2 thì nó sẽ trả về là 2 phương án, với n bằng 3 nó sẽ trả về 3 phương án, các bạn thấy không, đúng nhau hoàn toàn ha. Thì ở đây anh nói ha, cái cách để quy á nó rất là ngắn gọn, nhưng mà bù lại là nó chạy rất là chậm, nó chạy tệ lắm, chạy 2 lần. Thì muốn biết đó là có thật sự là tốt hay không đó, bây giờ chúng ta đo thời gian đi. Các bạn nhìn nè ha, tuy cũng ra kết quả như nhau đó, nhưng mà có sự khác biệt với nhau rất lớn ở cái tốc độ xử lý của hai cái phương pháp. Một cái là bằng quy hoạt động, một cái bằng để quy. Muốn biết hay không, chúng ta đo thời gian đi. Các bạn input cái thư viện time.h vô. Chúng ta đo thời gian thử ha. Chúng ta cho cái n lớn lên, ví dụ n bằng 30 đi. Rồi bây giờ các bạn nhìn nè. Bây giờ ở đây chúng ta có một cái là clock t tạc 1 sẽ bằng clock, tức là lấy thời gian ngay tại cái thời điểm mà nó bắt đầu nó chạy cái phương pháp để quy, phương pháp quy hoạt động. Sau đó sau khi chạy xong, tức là sau khi nó gọi xong cái hàm này, chúng ta sẽ cho nó dừng lại, tức là n1 sẽ bằng clock. Rồi cái này chúng ta ghi chú ha, quy hoạt động đi. Rồi kệ nó. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lock t tạc 2 sẽ bằng clock. Rồi và chúng ta có một cái clock t n2 sẽ bằng clock. Sau đó chúng ta print f ra kết quả ha, tức là phương pháp để quy, phương pháp quy hoạt động chạy mất phần trăm LF giây. Thì phần trăm LF này mình sẽ tính ra bằng cách là lấy n1 trừ tạc 1 là tất cả ra được là mili giây các bạn. Nó tính theo mili giây, chúng ta phải chia cho cái đại lượng log per sec, tức là bằng 1000 để đổi từ mili giây sang giây. Và chúng ta phải ép kiểu double ở đầu để chúng ta cho nó quy đổi ra thời gian. Ủa? Ép kiểu double ở đầu để cho nó quy ra thời gian ha. Rồi chúng ta copy cái này, chúng ta bát lại tương tự phương pháp để quy chạy mất phần trăm LS giây, thì chỗ này sửa lại là n2 nè trừ cho tạc 2 chia log per sec. Các bạn nhìn thấy ha, tạc 1 n1 thì gọi hàm cao solution, tạc 2 n2 thì ở giữa nó là gọi hàm cao solution để quy nè. Thì n2 tạc 2 chính là phương pháp để quy, n1 tạc 1 chính là phương pháp quy hoạt động. Và có nguyên tắc là sao, tức là ở giữa tụi nó, ở giữa cái đoạn code mà bắt đầu từ start đến thì ở giữa đó là có quá trình xử lý. Và chúng ta thử với một cái n lớn lớn, ví dụ 30 đi. Rồi chúng ta chạy lên coi thử ha. Chạy lên các bạn nhìn nè, với n bằng 30 các bạn nhìn kết quả giống nhau không? Nó là 1346269. Kết quả ở đây cũng là 1346269. Nhưng mà quy hoạt động mất 0.000 giây, không mất gì nào hết. Để quy là mất 0.057 giây, tức là có tốn thời gian. Các bạn chạy lại nữa, thấy không, 0.063 có tốn thời gian. Bây giờ cho n lớn lên là bằng 100 cho anh. Rồi chạy lên, n bằng 100, các bạn thấy không, ủa nó báo là kết quả sai rồi nè, tức là cái số lớn quá, cái số lớn quá, cái giá trị kiểu in nó vượt quá cái giá trị kiểu in. Cho n bằng 50 coi, n bằng 50, ồ cái số cũng lớn quá, n bằng 50 lớn quá. Ví dụ 40 coi, 40 thì sao, 40 nè, nó ra được rồi nè, các bạn thấy không, nó ra được rồi nè. Thì các bạn coi nè, quy hoạt động không mất gì nào,
trong khi là để quy mất 6 giây, các bạn thấy không? Trong khi nó cùng ra một cái phương án giống nhau. Các bạn thấy không? Khởi đầu mới chạy lên một cái là chúng ta nhìn thấy cái kết quả này nè, thì nó chính là bằng quy hoạt động đó, nó chính là quy hoạt động đó, nó là kết quả. Nhưng mà nó chưa ra được cái kết quả của dòng cái suất thứ hai này nè, là chính là phương pháp để quy nó đang phải mất thời gian để tính nè. Nó đang mất thời gian tính phương pháp thứ hai nè, là để quy nè. Đó, như các bạn thấy ha, nó đang mất thời gian nó tính cái phương pháp để quy, cái quy hoạt động nó ra ngay cái dòng suất đầu tiên rồi nè. Tại vì suất đầu tiên của nó chính là quy hoạt động nè, là ra được phương án rồi nè. Chẳng qua là nó đang nhấp nháy con chuột tới đây là đang chờ cái phương án thứ hai là để quy coi mất bao coi được bao nhiêu phương án nè. Rồi sau khi có được cái đó rồi nó mới xuất ra được quy hoạt động mất bao nhiêu giây, để quy bao nhiêu giây. Các bạn thấy không, để quy phải chờ nó tính một hồi nè. Phải chờ nó đi xử lý nè. Ngay lập tức chạy là thấy được liền là quy hoạt động rất là nhanh, các bạn thấy ha. Sao nó khá là lâu vậy ta? Khá là lâu. Ok, nói chung là để quy là rõ ràng là quá tệ, các bạn thấy không? Để quy là quá tệ rồi. Ví dụ như cho hai số nhỏ nhỏ này 20 thôi. 20 thôi. Thì các bạn thấy nè, để quy là nó tốn 0.001. Đó. 30 đi. 30. Để quy mất 0.046 giây, các bạn thấy ha, 0.046. Thật sự bây giờ mà mình rảnh đó, các bạn cho lại cái số n, cái số in này nè, các bạn cho nó trả về kiểu lon đi. Rồi các bạn cho nó trả về kiểu lon. Cho nó trả về kiểu lon rồi các bạn sẽ thử tính với n bằng 50 coi coi cái kết quả nó in ra là bao nhiêu. Ha, thì rõ ràng là để quy nó chạy quá là lâu, ví dụ như 40 nè. 40. Bây giờ mình thử ha. Ngay sau khi mà mình vừa tính ra được bằng phương pháp để quy hoạt động, mình cho nó xuất kết quả luôn. Xuất ra kết quả là chạy mất bao nhiêu giây luôn. Chạy lên các bạn coi nè. Quy hoạt động là hầu như nó không mất giây nào hết, các bạn thấy không? Nó không hề tốn giây nào, trong khi bắt đầu nó đang ngồi chờ để quy tính nè. Nó đang ngồi chờ để quy tính nè, mãi mà hồi không biết có ra hay không nè. Mình cho nó giảm giảm xuống 35 thôi. Nếu các bạn có thời gian, tại vì anh đang quay clip nên anh không có để lâu được. Các bạn thử mà có thời gian, các bạn thử với n 100. Các bạn cho cái kiểu này là kiểu lon chẳng hạn đi. Các bạn cho nó n bằng 100, các bạn thử treo máy coi coi để quy nó chạy mất bao lâu. Trong khi quy hoạt động nó mất bao lâu ha. Cũng cùng ra một kết quả như nhau, nhưng mà cái tốc độ nó khác nhau hoàn toàn, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy nè, đó. Với n bằng 35 thì thằng này là nó không mất gì nào, và thằng này mất 0.635 giây. Các bạn đừng có tưởng là như vậy là các bạn tưởng như vậy là nhanh nha. Bây giờ nó trong trường hợp thế này ha, giả sử như mà mới tính n bằng 35, trong trường hợp bây giờ nó tính 100 cái 35 đi, nó tính 100 lần cái phương án 35, thì các bạn sẽ thấy cái số giây này nó cao hơn rất là nhiều. Bây giờ anh giả sử anh cho mỗi một thằng này nó lặp 10 lần đi, các bạn nhìn ha. Giả sử anh cho mỗi một thằng nó xử lý 10 lần, tức là nó tính đi tính lại 10 lần, nó tính đi tính lại 10 lần, cho nó tính đi tính lại 10 lần ở mỗi cái bước nó xử lý, để coi cho các bạn thấy được là càng tính nhiều lần thì phương án nào nó tệ hơn phương án nào. Các bạn nhìn nè, các bạn thấy ha, đó, để quy nó bắt đầu chạy ra nè, các bạn nhìn nè, quy hoạt động mất 0.036 giây, còn để quy á, tức là tính để tính 10 lần cùng ra một đáp án như nhau, tính 10 lần thì tốn 0.036 giây, còn để quy là tốn 5.721 giây. Các bạn thử lấy hai con số này chia nhau đi, các bạn lấy 5.721 nè, 5.721 mình sao chép nó, mình mở calculator lên, mở về cái máy tính bình thường đây, 5.721 chia cho quy hoạt động mất bao nhiêu, các bạn coi nè, 0.036 ha, chia cho 0.036, đó, các bạn thấy không, nó chạy tệ hơn quy hoạt động 158 lần luôn, các bạn thấy không? Cái thời gian của nó chạy lâu hơn quy hoạt động gấp 158 lần. Như vậy thôi là để cho các bạn thấy được là coi như là chúng ta giải quyết nó bằng cái phương pháp mà quy hoạt động thì nó sẽ tốt hơn cái thằng để quy biết bao nhiêu. Phải nói là tốt hơn rất là nhiều luôn ha các bạn. Cực kỳ tốt hơn luôn. Ha, thì đó chính là cái việc mà chúng ta biết dùng quy hoạt động, chúng ta biết cái cách chúng ta phân tích một cái bài toán
theo cái chiều xuôi để có thể chạy đến bước nào là nó trả kết quả ra ở bước đó luôn, chứ không cần phải chạy hai lần như đại quy. Trong khi nhìn đại quy nó ngắn gọn như vậy đó, nhưng mà nó là một cái bẫy chết người, bởi vì nó làm chương trình quá lâu. Mà các bạn biết trong thời đại bây giờ là để làm ra được một cái phần mềm ứng dụng thì ai học lập trình cũng làm ra được, nhưng mà tối ưu cái phần mềm ứng dụng đó cho nó chạy nhanh nhất có thể, cho nó tối ưu bộ nhớ nhất có thể, thì không phải mấy ai cũng làm được. Nó đòi hỏi liên quan tới thuật toán rất là nhiều ha. Thì đây chính là một cái ví dụ cho các bạn nhìn thấy đó, cũng ra được kết quả như nhau đó, nhưng mà thằng đệ quy nó chạy chậm hơn quy hoạt động gấp 158 lần. Chưa kể là nếu cái số này càng lúc càng lớn nè, cái số lần nó phải xử lý càng lúc càng lớn, thì rõ ràng là quy hoạt động là một lợi thế. Các bạn thấy rõ một điều như vậy ha, rõ ràng là như vậy. Còn đệ quy thì chắc chờ mòn mỏi luôn đó. Ok rồi, thì đó là anh đã giải quyết được cái đề này theo cái phương pháp quy hoạt động, ra được cái kết quả là cái số lượng các phương án cần có, và anh cũng đã giải quyết nó bằng phương pháp gọi là đệ quy, để các bạn nhìn thấy hai cách làm, cũng như là bạn hiểu được cái tư duy đệ quy nó làm như thế nào, và các bạn thấy được một điều là đệ quy nó chạy tệ hơn quy hoạt động như thế nào ha. Thì bây giờ hồi nãy anh có nói một cái câu là nếu như đề bài này á, nếu như đề bài này mà nó không có yêu cầu chúng ta là, nó yêu cầu chúng ta là không cần phải in ra chi tiết các phương án, nó nói như vậy ha. Nó nói là không cần in ra chi tiết các phương án, nó nói là như vậy. Nhưng mà bây giờ trong trường hợp mà đề bài giả sử nó yêu cầu là sau khi các bạn in ra được số lượng các phương án cho mỗi cái bước n bằng bao nhiêu đó, thì bây giờ đồng thời các bạn hãy in ra chi tiết các phương án đó luôn. Tức là không chỉ in ra các bước mà còn phải in ra chi tiết từng phương án luôn là như thế nào. In ra chi tiết là ví dụ phương án 1 là bước 1 bậc, bước 1 bậc, bước 1 bậc, bước 1 bậc. Phương án 2 là bước 2, bước 1, bước 1. Phương án 3 là 1, 2, 1. Phương án 4 là 1, 1, 2. Phương án 5 là 2, 2. Đó, bây giờ giả sử nó yêu cầu các bạn là phải ghi ra rõ cái quá trình của từng bước đi trong từng phương án luôn, chứ nó không phải là nó nói là không cần in ra chi tiết. Giả sử nó yêu cầu các bạn in ra chi tiết luôn, thì bây giờ các bạn sẽ làm nó bằng cách nào? Giả sử bây giờ nó nói là bây giờ chúng ta hãy in ra chi tiết luôn, in ra chi tiết các phương án, thì bây giờ các bạn thấy ha, chúng ta sẽ giải quyết nó bằng cách nào đây? Nếu bây giờ nó đòi hỏi chúng ta phải in ra chi tiết các phương án thì làm nó bằng cách nào? Rồi, thì nếu các bạn chưa nghĩ ra thì các bạn hãy bao cái clip này lại và suy nghĩ một cái gợi ý này của anh, một cái thử thách này của anh, bởi vì anh cảm thấy là đã làm những cái bài này thì chúng ta xác định là luôn luôn thử thách bản thân mình để mà giải quyết được mọi tình huống vấn đề xảy ra. Bởi vì cái đề này nó không nói như vậy, nhưng biết đâu một cái đề bài nào đó sau này nó sẽ yêu cầu các bạn như vậy thì sao. Cho nên là cứ thử thách bản thân mình đi. Nếu bạn nào chưa nghĩ ra thì hãy dừng cái clip này lại và suy nghĩ nó cho anh, rồi sau đó mới tiếp tục xem tiếp. Còn bạn nào mà đã nghĩ ra rồi, làm được rồi, hoặc là làm nhưng mà chưa được, thì bây giờ bắt đầu xem cái gợi ý của anh ha. Và từ cái gợi ý đó các bạn có thể tự làm. Còn nếu không được nữa thì bắt đầu xem bài giải của anh ở đây luôn. Anh cũng sẽ giải quyết trong cái clip này cho các bạn luôn. Ok, thì quay lại cái file ghi chú ban đầu của chúng ta cho từng cái phương án, thì chúng ta có nhận thấy được cái điều gì hay không? Quay lại ở đây cho từng phương án ha, các bạn nhìn nè. Quay lại ở đây cho từng phương án thì chúng ta có nhận thấy được là làm thế nào để in ra tổng số phương án chi tiết, tổng chi tiết trong từng phương án nó sẽ bước đi như thế nào. Ví dụ đầu tiên các bạn nhìn ha, B1 nó có luôn luôn chỉ có một phương án thì nó chính là số 1, tại vì mỗi lần chỉ bước được có một bước thì nó có một bậc thì chỉ bước một bước thôi, đúng rồi. B2 thì nó sẽ có hai trường hợp là bạn có thể bước trước một bước hoặc bạn có thể bước hai bước. Thì nếu bạn chọn bước trước một bước thì lúc này B2 nó chỉ còn lại là một bậc, thì nó đã bước một bước trước rồi thì lúc này B2 chỉ còn lại một bậc, thì một bậc thì nó chính là một phương án là một ở đây. Còn nếu bạn chọn bước trước hai bước thì đằng sau nó không còn bậc nào nữa, thì đằng sau này nó không còn gì nữa. Rồi nhìn tiếp ha, B3 thì nó có hai trường hợp, đầu tiên bạn chọn bước trước một bước thì bạn sẽ còn lại là hai bậc, hoặc là bạn chọn bước trước hai bước thì bạn sẽ còn lại một bậc. Nếu bạn chọn bước trước một bước thì bạn còn hai bậc, thì bạn sẽ lấy hết hai cái phương án trong cái bước còn bậc thứ hai, tức là nó sẽ là 1-1 và số 2 nè, 1-1 và số 2, và bạn sẽ thêm cái số 1 vào đầu của tụi nó. Bởi vì sao thêm 1 vào đầu? Bởi vì bạn bước số 1 đầu tiên, bạn bước cái bước 1 đầu tiên, bạn sẽ thêm cái 1 vào đầu ha, thêm 1 vào đầu đó. Rồi nếu bạn chọn bước trước hai bước, bạn chọn bước trước hai bước thì bạn sẽ gọi lại
đằng sau nó chỉ gọi là một bước, thì một bước nó chính là cái phương án 1, tức là số 1. Thì bạn sẽ ghi cái số 1 ở đây, và trước đó bạn phải có số 2, bởi vì bạn chọn bước 2 bước trước thì bạn sẽ có số 2 trước, rồi sau đó bạn gọi lại phương án 1. Thì phương án 1 bạn chỉ có là số 1 thôi, là coi như tổng kết chúng ta sẽ có là 111 12 21. Đó, 111 12 21. Bây giờ giả sử chúng ta chọn n bậc là 4 đi. Có cầu thang có 4 bậc thì có hai trường hợp, đầu tiên bước trước một bậc, sau đó coi cầu thang còn lại có 3 bậc. Thì lúc này các bạn nhìn nè, là khi cầu thang còn lại 3 bậc thì nó chính là chúng ta đã có 3 phương án này rồi nè. Là 111 12 21 thì chúng ta chỉ cần thêm cái số 1 này vào đầu, tức là 111 chúng ta thêm số 1 vào đầu, 12 thêm số 1 vào đầu, 21 thêm số 1 vào đầu. Rồi, sau đó trường hợp 2, chúng ta chọn bước trước 2 bậc, xem bậc còn lại là 2, tại vì 4 trừ 2 là còn lại 2. Thì 2 bậc thì chúng ta đã có rồi nè, là có 2 phương án là 11 hoặc là số 2. Thì lúc này các bạn nhìn nè, 11 thì chúng ta thêm số 2 vào đầu, bởi vì nó bước trước 2 bậc, bước trước 2 bước. Rồi, 2 thì thêm số 2 vào đầu, tổng kết chúng ta có 5 phương án. À, vậy là các bạn có nhìn ra cái quy tắc làm sao để chúng ta có thể in ra được chi tiết từng phương án ở mỗi cái bước đi của nó không? Đơn giản là ngay từ ban đầu, ngay từ ban đầu chúng ta có được B1 là bằng 1, B2 sẽ bằng 1, 1, 2 ha. Rồi, thì các bạn nhìn ở cái bước B3, nó không chỉ đơn giản là chúng ta đi tính được B3 là bằng B1 cộng B2 là ra được cái số lượng bước, mà chúng ta phải cập nhật lại cho cái, chúng ta phải cập nhật lại cái số 1 này nè. Nó sẽ hiểu là B3 sẽ bằng 1 cộng B2, thì chúng ta phải lấy cái số 1, tức là bước trước một bước chúng ta để sẵn ở đây, và chúng ta duyệt qua tất cả phương án của B2 chúng ta đã có được trước đó, thì chúng ta sẽ ghi nó vô đây. Sau đó 2 cộng B1 thì chúng ta sẽ ghi ra phương án của B1 và chúng ta thêm số 2 vào đầu. Vậy có nghĩa là chúng ta phải có một cái cấu trúc gì đó, một cái kiểu gì đó để chúng ta lưu lại các phương án ở mỗi bước B1 và B2, để qua bước B3 chúng ta sẽ móc các phương án đó ra. Nếu chúng ta móc cái B2 ra trước thì chúng ta sẽ thêm cái số 1 vào đầu B2, thêm số 1 vào đây. Nếu chúng ta móc B1 thì chúng ta sẽ thêm cái số 2 vào B1. Rồi tương tự, đến khi chúng ta xét qua B4 thì chúng ta sẽ móc cái B3, thì chúng ta lấy tất cả phương án của B3 chúng ta đã lưu trữ vào một cái cấu trúc gì đó, chúng ta lấy nó ra và chúng ta thêm cái số 1 này vào đầu. Đó, lấy nó ra và thêm cái số 1 này vào đầu. Còn sau đó chúng ta lấy tất cả phương án của B2 ra, lấy phương án B2 ra và chúng ta thêm số 2 vào đầu, tức là 21122. Đó, và tổng kết, tổng lại thì tổng cộng là nó có 5 phương án. Và cứ thế, nó cứ lại. Thì làm sao để chúng ta ra được các bước như vậy các bạn? Làm sao để chúng ta ra được cái cấu trúc để nó lưu trữ lại từng bước ở mỗi lần? Cái cấu trúc để chúng ta lưu trữ lại từng bước ở mỗi lần nó xử lý, rồi sau đó là nó sẽ liên tục nó thêm cái số 1 vào đầu mỗi cái bước, rồi thêm số 2 vào đầu ở bước kia, rồi nó nối hai bước lại với nhau để ra được tổng phương án của một cái bước đi n. Đó, thì làm sao? Thì đơn giản các bạn nhìn thấy nè, chúng ta cảm thấy là đây chính là một cái cấu trúc gì các bạn? Ví dụ số 1 nè, 112, 111, 12, rồi 21. Tổng kết là nó sẽ có những cái phương án như thế này. Các bạn nhìn thấy nó giống cái gì? Các bạn nhìn thấy không? Nó giống cái gì các bạn thấy không? Chính xác là nó đang giống một cái cấu trúc mảng hai chiều ha. Nó đang giống một cái cấu trúc mảng hai chiều, giống cấu trúc mảng hai chiều. Ở đây là nó có 5 dòng, và ở dòng đầu tiên nó có 4 cột, dòng thứ hai nó có 3 cột, dòng thứ ba với dòng thứ bốn có 3 cột, dòng thứ năm có 2 cột. Và nó sẽ lưu lần lượt từng cái, nó lưu lần lượt từng cái giá trị các bước đi vào đó, và sang một cái BN mới nó sẽ lấy lại cái giá trị BN cũ trước đó, và nó sẽ thêm cái số 1 hoặc là thêm số 2 vào đầu. Sau đó gộp cả hai trường hợp lại sẽ được một cái BN mới. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cấu trúc mảng hai chiều. Thay vì ở đây chúng ta lưu B1 bằng 1 là chúng ta đang chúng ta vẫn làm cho nó theo cái nguyên tắc quy hoạt động giống như vậy luôn ha. Là thay vì chúng ta lưu B1 bằng 1, B2 bằng 2, rồi ở mỗi một lần BN chúng ta lấy BN bằng B1 cộng B2, rồi cập nhật B1 bằng B2, B2 bằng N, thì cũng đi theo nguyên tắc như vậy.
Nhưng cái B1 này nó không phải là cái số 1, mà bây giờ B1 này là chúng ta sẽ lưu cho nó là một cái mảng hai chiều và lưu cái các bước đi ở lần bước B1. Sau đó B2 này thì chúng ta sẽ lưu là một cái mảng hai chiều, lưu các bước đi ở lần B2, tức là các bước đi ở lần B2 nó sẽ là 1 và 2 nè. Đó. Sau đó đến khi xét qua B3 thì chúng ta sẽ lấy gộp lại tạo ra một cái mảng hai chiều mới, sẽ là gộp các bước đi của B1 và B2, với điều kiện là B1 chúng ta phải, B1 chính là BN-1 nè, B1 chính là BN-2 chứ, thì tức là chúng ta phải cộng thêm nó cho 2, tức là chúng ta thêm số 2 vào đầu. BN-1 thì tức là nó chính là B, trước đó thì B2 chính là BN-1 thì chúng ta thêm số 1 vào đầu, và sau đó chúng ta nối hai cái đó lại với nhau tạo thành một cái mảng hai chiều là BN. Sau đó chuẩn bị xét tiếp qua một cái BN mới thì chúng ta cập nhật lại mảng hai chiều B1 sẽ bằng B2, cập nhật lại mảng hai chiều B2 chính là bằng BN vừa tính, để chuẩn bị xét qua một cái vòng lặp mới, xét qua một cái BN mới, nó sẽ lấy cái giá trị của cái mảng hai chiều các bước đi ở hai cái lần liền kề trước đó, nó nối lại với nhau và nó lại cứ lặp lại liên tục như vậy cho đến cuối cùng nó sẽ trả về tổng cái mảng hai chiều các bước đi ở lần BN. Đó là cái quá trình nó giải ha. Thì ok, bây giờ anh sẽ làm lại cái hàm này. Bây giờ anh sẽ làm một cái hàm gọi là void in bước đi, in bước đi in n, void in bước đi in n. Thì cái nguyên tắc thì nó cũng đi giống như vậy nè, nguyên tắc nó cũng đi giống như vậy nè. Các bạn nhìn ha, anh copy lại để cho các bạn nhìn theo mẫu thôi, nhìn mẫu theo thôi, nhìn mẫu theo ở cái chỗ này thôi. Anh đóng lại comment đi ha. Các bạn nhìn ha, đầu tiên á, nó phải có một cái mảng hai chiều, nó lưu cái B1, tức là các bước đi của B1, tức là các bước đi của B1 lúc này là nó chỉ có số 1 thôi. Thì 1 này có nghĩa là mảng hai chiều chỉ có một dòng một cột, và đó chính là 1. Và tương tự nó sẽ lưu một cái mảng hai chiều B2 là các bước đi của thằng số 2 là B2, tức là nó sẽ là 1 1 2, tức là mảng có hai dòng, ở dòng đầu tiên có hai cột, ở dòng thứ hai có một cột. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng một điều là cái mảng hai chiều mà chúng ta học ở trong trường á, là lúc nào cái số dòng số cột đều như nhau, ý là mỗi một cái các số lượng phần tử trên từng dòng nó luôn luôn giống nhau. Ví dụ như nói mảng 3 dòng 4 cột thì tức là với 3 dòng mỗi một dòng đều luôn luôn có 4 phần tử trên dòng đó, và nó thẳng tắp với nhau 3 dòng 4 cột. Nhưng trong trường hợp này chúng ta không đều nhau. Trong trường hợp này các bạn nhìn thấy nè, nó có 2 dòng nhưng dòng đầu tiên nó có 2 cột, nhưng dòng thứ hai nó chỉ có 1 cột mà thôi, nó không có đều nhau. Các bạn thấy không? Ở cái trường hợp B2 này thì nó không có đều nhau, nó chỉ có là có dòng thì nó có hai cột, có dòng nó chỉ có một cột. Hay các bạn nhìn nè, tới trường hợp này nè, có dòng nó có 5 cột nhưng có dòng nó chỉ có 3 cột, có dòng thì nó lại có 4 cột. Thành ra có nghĩa là cái mảng hai chiều của chúng ta ở đây á, nó không phải là mảng hai chiều thường, mà nó sẽ là một cái dạng cấu trúc mảng hai chiều đặc biệt mà cái phần tử số cột trên mỗi dòng là khác nhau ha. Tức là người ta còn gọi nó là mảng răng cưa. Tại sao lại gọi là mảng răng cưa? Bởi vì là số lượng phần tử trên mỗi dòng, tức là số cột đó, nó không có đều nhau, thì nó sẽ là có cái nó lùi ra, có cái thuộc vô, thì nó gọi là răng cưa. Rồi, vậy thì bây giờ nếu mà làm bằng con trỏ mảng hai chiều, tức là con trỏ cấp 2 như bình thường á, thì cũng được, nhưng mà phức tạp. Thì chủ yếu chính là chúng ta cần ra được cái kết quả các bước đi, cho nên ở đây anh sẽ lựa chọn là anh dùng một cái cấu trúc dữ liệu đặc biệt để anh xử lý cái mảng hai chiều, thì anh gọi nó là vector. Vector nó là một cấu trúc mảng một chiều đặc biệt, là thay vì chúng ta phải tiến hành cấp phát bộ nhớ thì tự nó có bộ nhớ sẵn rồi, thay chúng ta chỉ cần thêm vào là tự nó gia tăng bộ nhớ, rồi những cái thao tác như là tìm kiếm rồi thêm phần tử hay xóa phần tử thì nó làm rất là dễ dàng, bởi vì nó đã được có những cái hàm hỗ trợ. Thì vector nó là một cái thư viện, một cái bộ nằm trong bộ thư viện là STL, chúng ta include. Nhưng mà trước khi include vector thì các bạn phải include C cộng cộng vô nha. Rồi lúc này các bạn mới include cái vector vào nè, include cái vector vào using namespace std. Đó, vector là một cái cấu trúc đặc biệt trong cái C cộng cộng ha. Thì bây giờ trong trường hợp mà anh muốn in cái B1, chúng ta muốn có một cái mảng hai chiều B1, thì các bạn hiểu như thế này nè. Đầu tiên chúng ta gọi vector
thì nó sẽ hỏi là vector này lưu cái kiểu dữ liệu là gì. Chúng ta mở ra, nó gọi là type name á, thì nó sẽ lưu kiểu là số nguyên. Thì chúng ta để như vậy, ví dụ như gọi là chữ A đi, thì có nghĩa là đây là một cái mảng một chiều. Tại vì chúng ta có một vector là một chiều, tức là một chiều, một cái mảng một chiều, là mảng một chiều A. Nhưng bây giờ chúng ta cần đến mảng hai chiều, vậy thì mảng hai chiều đặc biệt của nó sẽ lưu như thế này. Tức là thay vì ở đây chúng ta lưu số nguyên thì chúng ta lại tiếp tục lưu một cái vector nữa. Đó, thì lúc này nó gọi đây là mảng hai chiều. Bởi vì các bạn hiểu là mảng hai chiều nó chính là mảng một chiều, mà mỗi một phần tử trong mảng một chiều đó lại là một cái mảng một chiều nữa, thì nó gọi là mảng hai chiều. Thì có nghĩa là vector nó chính là một cái mảng một chiều, một cái vector là một mảng một chiều, và mỗi một cái phần tử trong nó lại là một mảng một chiều số nguyên, thì kết quả nó có hai vector thì nó gọi là mảng hai chiều, tại vì nó lồng trong nhau. Vector là mảng một chiều mà mỗi phần tử trong nó lại là một mảng một chiều nữa, thì đây chính là mảng B1. Và chúng ta cái nguyên tắc là sao, tức là ngay khi chúng ta mở ra, chúng ta có thể cấp phát ngay cái số dòng của nó luôn. Nó có tham số ở trong này, các bạn có thể tra cứu thêm tài liệu ha. Các bạn muốn hiểu thêm về vector thì đơn giản lắm, các bạn lên trang web C++.com, hay là các bạn gõ trừ vector in C++. Đó, các bạn gõ như vậy nè, thì nó sẽ ra được cái trang C++.com nè, các bạn thấy không? Nó sẽ ra cái phần vector, thì các bạn thấy á, nó sẽ giới thiệu vector là gì. Sau đó nó có một số cái hàm hỗ trợ, ví dụ bạn không hiểu thì bạn có thể bấm vô ví dụ như erase là xóa nè, bạn bấm vô bạn đọc cái lời giới thiệu của nó là hàm này làm được cái gì. Sau đó bạn xem cái code mẫu, và trong cái code mẫu đó có cho các bạn cái kết quả sau khi xuất ra, để bạn chạy thử cái code này, bạn hiểu được cái quá trình nó làm ha. Rồi thì B1 chúng ta mở ngoặc ra một cái, thì nó có thể cho phép chúng ta cấp phát rất là nhiều tham số, nhưng nó có một tham số là count nè, là số lượng nè. Thì số lượng ở đây chúng ta hiểu chính là số dòng nha các bạn, tại vì nguyên tắc là mảng hai chiều, đầu tiên mình phải xét đến số dòng trước, rồi sau đó trong mỗi dòng chúng ta mới xét đến số cột sau, cho nên đầu tiên chúng ta cấp số dòng trước, là nó có một dòng, có một dòng ha, có một dòng. Và một dòng này nó sẽ lưu cái gì các bạn? Nó chỉ lưu đúng một cái số một này thôi, nó lưu đúng một số một, tức là B1 ở dòng 0, ở dòng 0 ha, B1 ở dòng 0 thì nó sẽ lưu cái số 1 vào, nó sẽ lưu cái số 1 vào. Thì các bạn lưu ý nha, là khi các bạn cấp số 1 ở đây thì nó hiểu là một dòng, thì tức là nó chỉ bắt đầu từ 0 thôi, tại vì một dòng mà chỉ có duy nhất số 0 thôi. Thì ở đây nếu mà các bạn lấy B1 không bằng 1 thì coi chừng các bạn sẽ bị sai nha, coi chừng là nó sẽ báo lỗi các bạn sai. Đó, nó sẽ báo là nó không cho các bạn, bởi vì là bản chất là B1 không nó chỉ đang là 1. B1 là mảng hai chiều, thì B10 tức là một cái mảng một chiều, tức là nó chính là số lượng các phần tử có trên cái dòng 0, tức là một cái mảng một chiều, thì bạn không dám được bằng số 1, mà bạn muốn thêm cái số 1 này vào cái mảng một chiều này thì bạn phải chấm put back cái số 1, tức là đưa số 1 vào vị trí đầu tiên của dòng 1. Đó, và như vậy là bạn đã có được cái vector B1 có một dòng, một cột và cái giá trị là số 1. Đó, ok, là coi như các bạn đã có được cái này ha. Rồi, tương tự bây giờ B2 bằng 2, thì có nghĩa là B2 mình sẽ lưu cho nó cái cấu trúc chính là bằng 1, 1 và số 2, tức là hai dòng, và dòng đầu tiên có hai cột, dòng thứ hai có một cột. Dòng đầu tiên có hai cột thì là chính là giá trị lần lượt là 1, 1. Dòng thứ hai có một cột thì giá trị chính là bằng 2. Thì chúng ta sẽ lưu như thế này: vector in ha. B2 thì mở ngoặc 2, tức là chúng ta hiểu là hai dòng ha. Và B20 không tức là dòng 1 thì chấm put back đưa vào số 1. B20 không chấm put back đưa vào số 1 tiếp chứ lộn. Thì các bạn hiểu một điều này ha, là tuy ta mới cấp phát cho nó hai dòng, nhưng bản chất cái cơ chế bút bắt mỗi lần ta đưa một phần tử vào một cái dòng nào đó là tự động cái dòng đó nó được nới ra một cột để chứa được cái phần tử đó, cho nên chúng ta không cần phải cấp số cột, tự nó hiểu ha. Ví dụ ở đây á, ta có B2 có hai dòng, tức là dòng nó sẽ gồm index bằng 0, index bằng 1. Thì ở cái index bằng 0 chúng ta có hai lần bút bắt,
mà mỗi lần là nó bút bắt cái số 1 vô thì tự động nó tạo ra hai cái ô nhớ, tức là hai cột trên dòng không để nó chứa được số 1. Đó, tiếp tục B2 ở vị trí dòng 1 chấm bút bắt. Bút bắt thì lúc này là nó lưu cái số mấy các bạn? Lưu số 2. Đó, tức là lúc này là nó sẽ lưu cái số 2 vào dòng 1. Và khi nó dùng cơ chế bút bắt là từ cái dòng 1 này, tức là index bằng 1, tức là dòng này là dòng thứ 2 đó, nó nới ra một ô nhớ để chứa được một cột, chính là số 2 này. Đó, chính xác ha. B1, B2. Rồi à, rồi, chúng ta bỏ cái nó đóng này đi ha, là xong. Bỏ đóng này đi là xong. À, bây giờ ở đây khoan nha, nó nói là nếu n bằng 1 thì return lại B1, nếu n bằng 2 return B2. Thì đặt trường hợp bây giờ chúng ta có một cái nó gọi là BX, tức là chúng ta có một cái vector, một cái vector in X, chính là kết quả các bước đi của các phương án ở của BN, tất cả các bước đi của các phương án của BN. Thì lúc này các bạn tưởng tượng như thế này nè, nếu n bằng 1 thì có nghĩa là các phương án của nó chỉ có B1, nếu n bằng 2 thì các phương án của nó chỉ có B2. Vậy cho nên mình phải kiểm tra như thế này là nếu n bằng 1 thì có nghĩa là cái kết quả này nè nó chính là bằng B1, tức là X bằng B1. Hay ở đây chúng ta lưu BN đi, chúng ta lưu BN đi, BN bằng B1. Đó, BN bằng B1. Rồi, nếu N ngược lại nếu đi ha, ngược lại nếu, bởi vì là ở đây là nó không có kết thúc liền mà nó sẽ in ra, cho nên là ngược lại nếu. Ngược lại nếu N bằng 2 thì BN sẽ bằng B2. Các bạn nhớ điều này ha. Rồi. Vậy thì có nghĩa là chúng ta bỏ đi hai khúc này, bỏ đi xong. Bỏ đi xong rồi ha. Rồi. Chúng ta để cái này vô Ctrl K U mở ra. Với cái BN là chúng ta bỏ đi nè, bỏ đi. Thì các bạn nhìn nè, B2 nó chính là BN-1, B1 nó chính là BN-2. Thì chúng ta có là ở cái bước BN-1, do nó đang trừ đi 1 cho nên trước đó là nó phải có 1 cộng với BN-1. Và B1 chính là BN-2. Thì vì nó trừ đi 2 cho nên trước đó nó phải là đi trước 2 bước rồi cộng mới với BN-2. Đó, anh ghi rõ như vậy cho các bạn hiểu. À, vậy thì có nghĩa là ở đây chúng ta để cái dòng này. Ở đây khoan nha. Chúng ta để cái dòng BN bằng B1 cộng B2 này nè. Thì ở đây các bạn phải hiểu là gì? Tức là giả sử như trong trường hợp B3 đi ha. B3. Thì ta có B3 nó sẽ là 1 cộng B2 hoặc là 2 cộng B1. Thì với trường hợp là 1 cộng B2 thì B3 đó nó sẽ lấy toàn bộ các đáp án của B2, tức là chi tiết từng phương án của B2, tức là sẽ là 1, 1, 2. Nó sẽ đem xuống đây, sau đó nó thêm cái số 1 này vào đầu thì nó sẽ là 1 rồi đến 1, 1, chính là cái này. Rồi sau đó 1 rồi đến 2 chính là cái này. Tương tự B3 ở trường hợp 2 nó bước trước 2 bước cộng với B1 thì B1 nó chỉ có một số 1 thôi, thì nó sẽ thêm cái số 2 này vào đầu ha, là chính là B3. Rồi, vậy là nó hiểu là như thế này. Tức là lúc này á, đầu tiên là cái BN này nè, nó sẽ là bằng 1 cộng cho BN-1, tức là cộng với B2. Tức là bản chất là nó cứ lấy BN bằng B2 luôn, tức là gán các bước đi của B2 qua BN. Các bạn lưu ý một điều nha, là bởi vì chúng ta đang làm trong vector cho nên là vector nó có hỗ trợ cho chúng ta là gán một cái vector này qua một cái vector kia, là coi như là chúng ta làm được điều đó. Chứ trong trường hợp chúng ta làm bằng một cái cấu trúc dữ liệu như là mảng bình thường á, là nó sẽ không cho phép chúng ta gán một cái mảng này qua một cái mảng kia, mà chúng ta buộc phải là gán từng phần tử của mảng qua cho nhau, kể cả bộ nhớ, thì như vậy mới được ha. Thì đầu tiên là chúng ta thấy nè, BN sẽ bằng B1 cộng B2 đúng không? Thì B1 ở đây á, nó chính là cái gì? À, không phải, lộn, sorry các bạn, nó chính là bằng BN, nó sẽ là bằng bước thứ đi đầu tiên cộng với BN-1. Thì BN-1 này nè, nó chính là B2 nè. Thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ các bước đi của nó gán vào BN luôn.
Sau đó các bạn nhớ điều gì? Là ví dụ như đây nè, 1 cộng B2, chúng ta lấy toàn bộ các bước đi của B2 là bao gồm là 1, 1, 2 nè. Chúng ta gán vô đây. Chúng ta gán nè, 1, 1, 2 nè. Sau đó chúng ta nhớ là nó còn có cái số 1 ở đây nè. Chúng ta phải thêm cái số 1 này vào đầu. Thêm số 1 này vào đầu. Tại vì nó còn có bước đi trước một bước thì chúng ta phải thêm bước số 1 vào đầu. Vậy thì sau khi nó gán xong cái điều này nè, thì các bạn nhớ phải thêm cái số 1 này vào cái cột đầu tiên của tất cả các dòng có trong BN thì mới được. Thêm số 1 vào trong tất cả vào vị trí cột đầu tiên của tất cả các dòng có trong BN. Bằng cách nào các bạn? Bằng cách nào để các bạn thêm được như vậy thì thằng vector nó cũng hỗ trợ luôn. Nói chung là nó rất là đã. Bởi vậy cho nên là qua C cộng cộng là làm rất là đã hơn C rất là nhiều. C nó làm cực lắm, còn C cộng cộng là làm quá đã luôn. Đó, cho nên là anh mới yêu cầu các bạn quyết định là làm C cộng cộng cho nó nhanh trong cái bài này. Rồi sau đó nếu mà các bạn mà muốn luyện tay nghề thì các bạn có thể chuyển toàn bộ nó qua C cho anh. Rồi, thì bây giờ muốn thêm được cái số 1 vào vị trí cột đầu tiên của tất cả các dòng thì có nghĩa là đầu tiên chúng ta phải đi vào tất cả các dòng và xét với mỗi dòng chúng ta thêm cái số 1 này vào vị trí cột đầu tiên của dòng đó là xong. Tức là chúng ta có một vòng lặp for ở đây. Cái này chúng ta cho nó bằng K đi để cho nó khỏi bị lộn ha. K. Rồi ở đây thì chúng ta cho vòng for nó bắt đầu từ y bằng 0. Y nhỏ hơn. Nhỏ hơn tức là tất cả các dòng có trong BN. Thì các bạn lưu ý một điều này ha. BN là một cái mảng hai chiều thì muốn lấy được cái số dòng nó ra đơn giản lắm. Là chúng ta chỉ cần là gọi bn.size là xong. Rồi cộng cộng y ha. Rồi bây giờ mình muốn thêm cái số 0 thêm số 1 là tức là bước đi trước bước đầu tiên là 1 á vào tất cả vị trí cột đầu tiên của tất cả các dòng. Vậy thì tức là mỗi một dòng chúng ta sẽ thêm cái số 1 này vào cột đầu tiên. Tức là bn thứ y tức là dòng thứ y chấm insert thì insert á, nó sẽ có rất là nhiều tham số ở trong này, nhưng mà ở đây các bạn nhìn là nó có cái tham số là đầu tiên là iterator where tức là cái vị trí, tức là bạn muốn thêm một vị trí nào nhưng mà lưu ý là cái vị trí này mà mới định hình nó bằng iterator, tức là bằng một con trỏ iterator. Và cái thứ hai là cái giá trị bạn muốn thêm vào. Thì muốn định hình nó bằng con trỏ iterator thì các bạn nhớ nguyên tắc là con trỏ lúc nào nó cũng phải có bắt đầu tại một vị trí nào đó, rồi sau đó nó cộng lên bao nhiêu ô để nó đếm được cái số lượng ô mà mình muốn, đếm được cái vị trí cái ô mà mình muốn thêm nó vào tại vị trí đó. Tức là mình phải lấy BN con trỏ đang đứng đầu dòng y, tức là BNI.begin bắt đầu cộng với cái vị trí đầu tiên là số 0 thì mình vẫn cứ cộng với 0. Rồi sau đó mình thêm nó vào, tức là mình thêm nó vào ở đây nè, cái tham số thứ ba nè chính là cái giá trị là mình muốn thêm bằng bao nhiêu, tức là mình sẽ thêm vào là số 1. Đó, mình sẽ thêm cái số 1 này vào cái vị trí đầu tiên của tất cả các dòng đó. Rồi sau khi mình làm như vậy là coi như là mình đã chính thức làm được cái, làm xong hoàn tất cái trường hợp này. Tức là coi như là ví dụ như B3 là mình đã chính thức là mình có được 111 và 12 rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình xét qua là 2 cộng B1 nè. 2 cộng B1 tức là sao nữa? Tức là tiếp tục cái trường hợp phương án B3 đó, mình lại phải tiếp tục xét tới trường hợp nó lấy toàn bộ các đáp án của B1 và nó thêm cái số 2 vào đầu. Sau đó là nó nối cái này, nối cái phương án của trường hợp 2 với phương án của trường hợp 1 để nó ra được 3 phương án. Tức là ở trong đây chúng ta sẽ làm như thế này. Sau khi chúng ta làm được trường hợp 1, bắt đầu chúng ta xét trường hợp 2 là 2 cộng cho BN-2 nè. Mà BN-2 ở đây nó chính là cái gì các bạn? Chính là B1 ha. Vậy thì có nghĩa là tức là sau khi chúng ta thêm nó vào như vậy xong nè, thì tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ đi vào tất cả các phần tử có trong B1, tất cả các dòng có trong B1, và với mỗi một dòng chúng ta sẽ thêm toàn bộ cái dòng đó vào BN. Và sau khi thêm xong cái dòng nào thì lập tức chúng ta gán cái số 2 vào đầu cái dòng đó ha. Tức là sau khi đã xong, đã thiết lập xong
các bước đi. Sau khi đã thiết lập xong các bước đi ở trường hợp 1, ta sẽ tiếp trường hợp 2. Để nối trường hợp 2 vào trường hợp 1 để ra được tổng số lượng các phương án bước đi. Đó, vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ chạy hết tất cả các dòng của B1, và với mỗi dòng chúng ta thêm dòng đó vào, với mỗi dòng chúng ta thêm cái dòng đó vào BN, với mỗi dòng chúng ta thêm cái dòng đó vào BN, và nhớ thêm số 2 vào đầu mỗi dòng BN. Tức là bây giờ chúng ta chạy hết tất cả các dòng của B1 đi, tức là y bằng 0, y nhỏ hơn, y bằng 0, y nhỏ hơn B1 chấm sai, tức là tất cả các dòng của B1 cộng cộng y nè. Bắt đầu các bạn sẽ tiếp ha, là với mỗi dòng của B1 thì đầu tiên là chúng ta phải thêm cái số 2 này vào trước, tức là chúng ta sẽ cho cái số 2 này vào trước. À, tức là bây giờ chúng ta sẽ thêm nó vào, hoặc là chúng ta thêm cái dòng đó vào BN. Chúng ta thêm dòng đó vào BN và thêm số 2 vào đầu. Chúng ta có hai phương án, một là thêm dòng đó vào đầu và thêm số 2 vào đầu. Tức là chúng ta có thể lấy BN.bootpack. BN lúc này nó là một cái mảng hai chiều, cho nên là khi các bạn bootpack là các bạn đang bootpack cả một cái mảng một chiều vào. Bởi vì là bản chất là nếu nó là một cái mảng hai thì mỗi một lần bootpack là nó bootpack vào cả một cái mảng một. Còn nếu nó là một cái mảng một thì mỗi lần bootpack là nó sẽ là một phần tử trong mảng một. Các bạn nhớ nguyên tắc này ha. Thì bn.bootpack nguyên một cái mảng một chiều, tức là lúc này là thêm vào luôn cái mảng là mảng b1y, là thêm nguyên cái dòng b1y vào. Đó, thêm nguyên cái dòng đó vào bn, và sau khi thêm xong thì nhớ thêm số 2 vào đầu của cái dòng đó. Tức là khi các bạn thêm cái dòng b1y vào cái bn thì cái cơ chế bootpack tự động nó tạo ra một dòng mới. Thì đồng thời là sau khi thêm xong á thì các bạn nhớ là phải thêm cái số 2 làm một cái cột số 2 vào đầu của cái dòng mà vừa mới thêm vào. Thì làm thế nào chúng ta xác định được cái dòng vừa mới thêm vào? Thì đơn giản là cái dòng vừa mới thêm vào nó sẽ chính là bằng cái vị trí index là bn.size -1, tại vì đơn giản là nó luôn luôn chạy từ 0 tới size -1 mà. Thì khi chúng ta vừa thêm dòng nào đó vào thì cái dòng đó index nó chính là size -1 ha. .insert thì lúc này nó insert vào cái vị trí nào? Cái vị trí nào thì lúc này nó chính là cái này nè. .begin cộng 0 và thêm số 2 vào. Thêm số 2 vào. Đó. Cái này gọi là thêm dòng B1y vào mảng hai chiều BN, thêm cột chứa số 2 vào vị trí cột đầu tiên của dòng vừa được thêm từ B1. Đó. Và sau khi các bạn làm được điều đó, tức là các bạn đã nối được hai cái bước đi với nhau, hai trường hợp với nhau, bởi vì cũng cái BN đó nó bút bắt cái trường hợp B1 vào và nó thêm cái số 2 vào đầu, thì trải qua hết cái quá trình này là coi như là mình đã nối được hai trường hợp các bước với nhau. Và sau đó thì các bạn nhớ là sao? Chuẩn bị khi xét tiếp qua một cái BN mới thì cái B1 nó sẽ được cập nhật bằng B2 và B2 sẽ được cập nhật lại bằng BN. Thì rất may mắn là ở đây là vector có hỗ trợ cho chúng ta cái toán tử bằng giữa hai vector, tức là nó gán cho nhau, kể cả bộ nhớ nó cũng sao chép giống nhau luôn. Cho nên là chúng ta cứ để như thế này là không sai. Chúng ta cứ để B1 bằng B2, B2 bằng BN. Thì sang cái lần sau thì BN nó sẽ bằng B2, nó gán qua, rồi sau đó nó tiếp tục nó gán từ B1 qua. Đó. Rồi, ok. Rồi cuối cùng đến đây, ra bên ngoài vòng lặp này thì chúng ta có thể xuất kết quả các phương án đi. Xuất kết quả các phương án, các bước đi trong từng phương án
của BN thì bằng cách nào là chúng ta xuất mảng 2 chiều bình thường thôi. Tại vì sau cùng thì các bạn nhìn là nó chính là một cái mảng 2 chiều thôi. Thì chúng ta cứ xuất cái mảng 2 chiều ra thôi. Chúng ta cứ xuất cái mảng 2 chiều theo thứ tự là xuất hết tất cả các dòng. Mỗi dòng là xuất tất cả các cột bên trong. Tức là Y bằng 0 nè, Y nhỏ hơn. Bây giờ số lượng dòng của BN chính là BN chính sai và cộng cộng Y. Rồi, sau đó mỗi một số lượng phần tử trong một cột của BN, BN nó có nhiều cột ha, nó có nhiều dòng chứ lộn, thì số lượng các cột trong từng dòng là khác nhau. Cho nên mình muốn xuất được hết tất cả các cột trong từng dòng, mình xét một vòng lọc Z bằng 0, Z nhỏ hơn BN tại dòng Y chấm sai và cộng cộng Z. Tức là sao? Tức là Y là cái dòng BNY, tức là cái dòng Y chấm sai, tức là tất cả số lượng phần tử có trong cái dòng Y đó, tức là tất cả các cột trong dòng Y đó. Và bắt đầu chúng ta xuất ra nè, các bạn nhìn nè, chúng ta đang dùng C cộng cộng mà chúng ta dùng C out đi. C out BNY Z và chúng ta cắt ra một cái, hay chúng ta thích thì chúng ta xuất giống cái kiểu này luôn nè, bước một bậc, bước hai bậc, bước gì đó, tức là chúng ta xuất cho nó là cái này rồi mũi tên, rồi cái này mũi tên, mũi tên đó, bước một bậc đúng không? Tức là ở đây chúng ta sẽ suy out ra là bước chữ bước viết thường đi, bước số n thì tức là số 1 thì tức là BNYZ nè. Sau đó chúng ta xuất ra tiếp cái chữ là chữ bậc, chúng ta xuất tiếp cái chữ bậc ha, xuất tiếp cái chữ bậc, rồi nó có cái dấu mũi tên. À, mà nếu mà để cái dấu mũi tên như vậy thì nếu mà xét tới cái cột cuối cùng á thì tự nhiên ở đây nó lại lòi ra dư một cái dấu mũi tên ở đây nè, các bạn coi chừng nó sẽ bị dư một cái mũi tên ở đây ha, bởi vì là mình đang xét tới cột cuối cùng mà, thì cho nên là chỗ này anh đề xuất là chúng ta cho nó trừ một đi. Sau đó ở dưới này chúng ta sẽ suy out ra thêm một cái câu này, ở dưới này thì chúng ta sẽ suy out cho nó là, ở đây chúng ta khoảng trắng ra đây ha, bước một bậc, à không, chỉ cần khoảng trống ở đây thôi là được rồi. Ở dưới này thì nó sẽ là bước BN Y Z, bây giờ nó chính là cái gì các bạn? Nó chính là BN Y chấm sai, chấm sai trừ 1. Tại vì ở đây chúng ta đang nhỏ hơn trừ 1 thì ở đây nó chính là trừ 1 nè. BNY là số dòng, dòng Y, cột chính là bằng cái vị trí index là BNY chấm sai trừ 1. Ở đây chúng ta in ra cái chữ là chữ bậc thôi, chứ chúng ta không có mũi tên nữa. Đó. Và sau khi nó làm ra như vậy xong thì chúng ta sẽ cho nó end line, tức là xuống dòng, cho nó end line xuống dòng. Rồi, chúng ta end line là chúng ta xuống dòng ha các bạn. Vậy thì là chúng ta đã xuất ra được theo cái kiểu như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái chữ phương án 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt ở đầu mỗi cái quá trình xuất ha. Tức là sau khi bắt đầu vào từng dòng, các bạn hiểu ha, là số lượng các dòng có trong cái BN này thì nó chính là mỗi dòng là một phương án. Thì chúng ta sẽ xuất ra cho nó cái câu là phương án Y cộng 1. Tại vì Y bằng 0 thì Y bằng 1 bắt đầu là 1, 2 chấm. Xuất ra phương án Y cộng 1 là bắt đầu nó sẽ bắt đầu xuất ra bước 1 là cái gì gì đó. Sau đó cuối cùng là xuống dòng và bắt đầu sang một cái dòng mới là một phương án mới. Cho đến cuối cùng là xong. Và đây chính là cái kết quả của nó ha. Thì chúng ta sẽ thử nghiệm coi coi là đúng không ha. Các bạn nhìn nè. Bây giờ chỗ này chúng ta đóng cái này lại đi ha. Đóng cái quá trình chúng ta đo thời gian này lại. Và giả sử chúng ta để cho nó n bằng 4 nè. Thì chúng ta có một cái câu printf là đây chúng ta lấy cái câu này nè, cầu thang có n bậc suy ra là có bao nhiêu phương án đó. Rồi sau đó chúng ta xuống dòng một cái đi, rồi bắt đầu chúng ta gọi cái hàm là in bước đi, in phương án đi ha, in các phương án thì như vậy sẽ hợp lý hơn, in chi tiết các phương án, in chi tiết các phương án. Rồi thì chỗ này chúng ta sẽ gọi là
cái hàm là in chi tiết các phương án truyền vào n, n viết thường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm chạy lên coi coi là với n bằng 4 nó có in ra được 5 cái phương án giống như vậy không ha các bạn. Chúng ta chạy lên ha. Rồi chạy lên thì các bạn thấy đây, n cầu thang có bậc bằng 4, có n bằng 4 thì có 5 phương án. Thì các bạn nhìn nè, phương án 1, 2, 3, 4, 5 các bạn nhìn nè, bước 1 bậc, bước 1 bậc, bước 1 bậc, bước 1 bậc nè. Các bạn nhìn nè, so sánh nha, so sánh nó ha. Rồi sau đó là gì? Bước 1 bậc, bước 1 bậc, bước 2 bậc, tức là nó là cái phương án 3 ở trong này nè. Rồi bước 1 bậc, bước 2 bậc, bước 1 bậc, bước 1, bước 2, bước 1 là phương án ở trên là 112 đúng không? 112 tức là phương án 4. Rồi 121 tức là phương án 3. Số 4 là bước 2, bước 1, bước 1 tức là 211 tức là số 2 nè. 211 nè. Cuối cùng phương án 5 là bước 2 nè, là phương án 5 nè. Các bạn thấy mình xuất ra đúng y chang như là cái dạng mà người ta yêu cầu không? Các bạn thấy không? Nó không hề có mũi tên nào ở cuối sau này. Và mỗi một cái nó là mũi tên giống y chang như vậy luôn. Chỉ là nó là không có dấu thôi. Còn đây là nó có dấu. Đó. Các bạn thấy ha, rất là đúng ha. Chúng ta thử nghiệm một số cái trường hợp, ví dụ như n bằng 1 coi. Nếu n bằng 1 thì làm sao? N bằng 1 thì tức là có một phương án, thì tức là nó chỉ có thể bước được một bậc thôi. Rồi, nếu n bằng 2 thì sao? N bằng 2 thì nó có hai phương án. Phương án 1 là 1-1, phương án 2 là bước 2 bậc. À, rồi. Với n bằng 3 thì làm sao? 3 thì chúng ta đã có đáp án ở đây rồi nè các bạn. 3 thì nó có 3 phương án, sẽ là 1, 1, 1, rồi 1, 2, rồi 2, 1. Chúng ta thử ha. 3 nè, thì nó sẽ có 3 phương án nè, là 1, 1, 1 nè, rồi 1, 2 nè, rồi 2, 1 nè, các bạn thấy ha. Còn n bằng 4 thì nó giống hồi nãy rồi. N bằng 5 coi, nếu n bằng 5. N bằng 5 thì chúng ta đã có cái phương án ở đâu các bạn? N bằng 5 là chúng ta có 8 phương án nè. Các bạn nhìn ha, từ 1 tới 8 nè. Rồi chúng ta thử chạy lên coi. Chạy lên coi là 8 phương án nó có giống vậy không. Chạy lên ha, rồi mở lên đối chiếu nè. Kéo qua chúng ta coi nè. Đầu tiên là tất cả là số 1 hết. Tức là phương án 1 là 1, 2, 3, 4, 5, đủ 5 bậc nè. Phương án 2 là 3 số 1, 1 số 2, 3 số 1, 1 số 2. Phương án 3 là 1121, 1121. Phương án 4 là 1211, 1211. Phương án 5 là 122, 122. Phương án 6 là 2111, 2111 nè. Phương án 7 là 212 nè. Phương án 8 là 221. Đó. Các bạn thấy ha, là coi như là nó đúng hoàn toàn. Các bạn thấy không? Nó in ra được chi tiết từng phương án, chứ không phải chỉ là nó in ra tổng số lượng các phương án thôi. Ví dụ n bằng 10, các bạn coi thử đây, nó có bao nhiêu phương án nè. N bằng 10, ồ khá là nhiều, chắc mình có phóng to khung control lên mới được. Quá nhiều, các bạn nhìn nè. Có 89 phương án, thì nó bắt đầu từ phương án 1 nè, cho đến 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đó. Các bạn coi cho đến cái cuối cùng là 89 nè. Các bạn thấy không? Nó chi tiết từng phương án như vậy cho mình biết luôn. Ví dụ n bằng 20 thì chắc là còn nhiều dữ nữa. N bằng 20 nè, có 10.946 phương án. Trời ghê vậy. Kiểu này nó chạy đến bao giờ mới xong được đây? 200 mấy là phương án 200 mấy nè. Các bạn thấy không? Cái này chỉ có máy tính chứ người không tính nổi. Chỉ có máy tính chứ người không tính nổi. Nè các bạn coi là nó đang chạy đến phương án 780 mấy là, trong khi mình đang có là coi như là có 10.000 phương án, cho nên thua lâu lắm, lâu lắm ha, quá lâu đó. 12 phương án coi, 12 phương án là coi như là nó đã có bao nhiêu, 233 các phương án, từ 1 2 3 4 5 6 7 8 nè. Các bạn nhìn đến cuối cùng nè, 233, tức là toàn là bước 2 2 2 2 2 2 2 hết. Đó. Đó. Ok, rồi. Vậy là chúng ta đã làm được luôn cho cả cái trường hợp, một cái yêu cầu thử thách mà anh đặt ra cho các bạn. Đặt ra cho các bạn đó là không chỉ giải quyết bài này theo cái kiểu là
là in ra tổng số lượng các phương án có thể có, mà chúng ta giải quyết bài này theo cái kiểu là in ra chi tiết từng phương án luôn. Và qua đó các bạn thấy chúng ta đã làm được cái điều đó bằng cách là chúng ta dùng một cái mảng hai chiều B1 để lưu lại cái phương án đi của B1, sau đó dùng một cái mảng hai chiều B2 lưu lại phương án đi của B2. Nó cũng giống như là ở trên này chúng ta lưu lại một cái biến B1 là tổng số lượng các bước đi của B1, rồi một cái biến B2 là tổng số lượng các bước đi của B2, nó cũng y chang vậy thôi. Đó. Sau đó chúng ta có một cái phương án, một cái vector BN, mảng hai chiều BN là cái mảng hai chiều mà sẽ chứa cái kết quả bước đi ở lần BN. Thì chúng ta kiểm tra là nếu trong trường hợp N bằng 1 thì chúng ta cho cái BN chính là bằng B1 luôn. Nếu trong trường hợp N bằng 2 thì BN sẽ là B2. Thì từ khi N lớn hơn bằng 3 thì chúng ta phải bắt đầu từ 3 cho đến N. Thì mỗi một lần chúng ta tìm được BN sẽ bằng cách là bằng B1 cộng B2. Thì nó không phải đơn giản chỉ là cộng hai tổng số lượng, tổng số phương án của hai bước, mà bây giờ chúng ta phải nối lại các phương án của hai bước lại với nhau bằng cách là lấy luôn cái B1 nè. Các bạn nhìn nè, BN bằng B1 cộng B2 thì B1 ở đây đó, thì cộng B2 thì ở đây chúng ta theo nguyên tắc là làm trường hợp 1 trước, tức là 1 cộng BN-1, BN-1 nó chính là B2 nè. Tức là chúng ta sẽ lấy BN bằng B2 luôn, chúng ta cho nó bằng B2 luôn. Sau đó chúng ta bắt đầu chạy hết từng dòng thêm cái số 1, tức là cái trường hợp bước đi một bước đầu tiên vào đầu mỗi dòng. Sau đó tiếp tục nó sẽ có trường hợp 2 là 2 cộng BN-2, tức là BN-2 là B1. Thì cái trường hợp 2 này nó phải nối với trường hợp 1, tức là chúng ta sẽ cho nó chạy hết tất cả các dòng có trong B1. Chúng ta lấy các dòng đó, mỗi một dòng đó chúng ta thêm vào BN để gia tăng được cái số lượng dòng trong BN hơn. Và mỗi một dòng vừa được thêm vào thì chúng ta thêm cái số 2 vào đầu của cái dòng vừa được thêm đó. Sau đó chúng ta cũng làm giống như ở trên, chúng ta cập nhật lại B1 bằng B2. Chúng ta cập nhật B1 bằng B2, tức là chúng ta đẩy cái B1 lên vị trí B2. Sau đó chúng ta sẽ đẩy cái B2 lên vị trí của BN hiện tại đó. Để mà sang cái lần đặt mới thì cái BN này nó sẽ bằng B2. Thì B2 này nè chính là bằng cái BN trước đó. Còn sau đó BN mới nó sẽ cộng với B1, thì B1 chính là bằng B2 trước đó. Tức là nó liên tục nó cập nhật lại hai cái số đằng sau cái số hiện tại cần tính. Và cứ như vậy đến khi nào bằng N thì nó tính N xong là nó dừng lại vòng lặp. Và khi nó dừng lại vòng lặp thì sao? Thì chúng ta xuất ra kết quả. Thì kết quả của nó là chính là cái ma trận hai chiều, cái mảng hai chiều BN mà chúng ta đã có. Thì bằng cách là ở mỗi một dòng nó chính là cái phương án, từng phương án, và chi tiết từng phương án nó chính là các cột có trong dòng đó, tức là BNI.sai. Mà để cho chúng ta không xuất ra cái dấu mũi tên như thế này ở cuối cùng, thì chúng ta cho nó chạy tới nhỏ hơn sai trừ 1, để cái vị trí sai trừ 1 chúng ta sẽ xuất riêng ra trước, rồi sau đó xuống dòng xét qua phương án mới, và cứ thế lập từ đầu đến tất cả phương án là xong ha. Đó, vậy là coi như là bài này chúng ta cũng đã giải quyết được luôn cho cả trường hợp là nếu mà thích thì chúng ta có thể in ra được đầy đủ tất cả mọi phương án, không thiếu một phương án nào hết, cũng dựa theo cái nguyên tắc y chang như là cái cách chúng ta tính tổng phương án, nhưng mà thay vì chúng ta lưu vào một biến số nguyên là chúng ta sẽ dùng cái mảng vector hai chiều chúng ta lưu vào, để cuối cùng thì cái vector hai chiều đó nó chính là tổng các phương án mà của cái lần BN đó, của cái bậc thang BN đó. Ok, thì chúng ta đã làm xong được cái yếu tố nâng cao này ha. Thực ra cái này là thử thách cho các bạn thôi, chứ nếu mà các bạn không làm cũng không sao. Nhưng mà anh nghĩ là nếu đã học thì chúng ta cứ thử thách cái độ khó thôi. Thì có một cái vấn đề như sau, là ở đây là anh đang dùng cái kiểu này á, là anh đang làm theo kiểu là anh dùng cái mảng hai chiều vector. Anh dùng mảng hai chiều vector thì trong trường hợp nếu bạn nào mà chưa biết về cái vector, bạn chưa biết về vector nó làm như thế nào, nó hoạt động ra sao, thì một cái thử thách tiếp theo đặt ra cho các bạn là nếu bạn nào chưa biết vector hoặc là biết vector rồi ha, biết vector rồi thì bây giờ hãy thử làm lại cho anh cái hàm này nhưng không dùng vector, mà hãy dùng cái mảng hai chiều con trỏ bằng bên C, tức là dùng mảng hai chiều con trỏ cấp 2. Thay vì chỗ này bạn cấp phát ra vector có một dòng một cột thì bạn phải cấp phát ra con trỏ mảng hai chiều có một dòng một cột và lưu cái giá trị 1 vô đó. Sau đó ở đây thay vì bạn cấp phát ra mảng hai chiều có hai dòng một cột thì bạn sẽ cấp phát một cái con trỏ cấp 2 có hai dòng, và ở cái dòng đầu tiên nó có hai cột,
Ở cái dòng thứ hai nó chỉ có một cột thôi, và bạn phải biết cách làm sao để lưu trữ được cái số lượng các cột có trong từng dòng, để đến khi bạn xét thì bạn có thể xét được luôn, chứ bạn không cần phải ấy. Bởi vì ở đây á, mình có thể lấy ra được số lượng các phần tử có trong một cột rất đơn giản, có trong một dòng, chỉ đơn giản là lấy cái dòng đó chấm sai là xong. Nhưng mà bên thằng C thì nó không hỗ trợ như vậy, mà các bạn phải có một cái biến lưu vào đâu đó, để khi cần lấy ra cái dòng đó có bao nhiêu cột, bạn lấy cái biến đó ra so sánh bạn mới biết được. Thành ra là một cái thử thách đặt ra cho các bạn là hãy làm lại cho anh cái hàm này nè, mà không dùng vector, mà hãy dùng cái con trỏ cấp 2, mảng hai chiều mà dùng con trỏ cấp 2 đó, cấp phát bộ nhớ bên C đó, malloc, canloc, newloc hoặc là new, delete gì đó. Bạn hãy làm lại cho anh ha. Và gợi ý ở đây là nó cũng đi theo nguyên tắc như vậy. Ví dụ ở đây cấp một dòng một cột thì là cấp ra bộ nhớ một dòng một cột cho con trỏ. Ở đây cấp hai dòng thì con trỏ cấp hai dòng. Ở trong dòng đầu tiên cấp hai cột và trong dòng thứ hai cấp một cột, thì ở bên con trỏ các bạn cũng phải làm di chang như vậy. Sau đó ở cái bước này nè, anh gợi ý cho các bạn nè, ở cái bước này á, khi các bạn muốn gán một cái mảng hai chiều này cho một cái mảng hai chiều kia á, thì bên thằng vector nó hỗ trợ, còn bên thằng con trỏ nó không hỗ trợ, thì buộc bạn phải tiến hành bạn sao chép cái bộ nhớ từ cái đối tượng đích sang cái đối tượng nguồn, từ đối tượng nguồn sang đối tượng đích, và sau đó bạn lần lượt copy từng giá trị của B2 qua BN. Rồi sau đó bạn muốn insert một cái số 1 vào đầu mỗi cột trong từng dòng của BN, thì bạn cũng phải tiến hành reload để cấp phát thêm cho mỗi một dòng có một cái cột dư ra. Rồi sau đó bạn đẩy lần lượt các cột hiện tại qua một ô, rồi bạn mới thêm được cái số 1 vào ô đầu tiên ha. Rồi tương tự, nếu mà tiếp theo bạn muốn nối trường hợp 2 với trường hợp 1, bạn muốn nối cái số dòng của B1 vào số dòng của BN, thì bạn cũng phải reload lại cái bộ nhớ BN để nó chứa được toàn bộ các dòng của B1. Rồi sau đó là bạn tiến hành là đi vào từng dòng của B1 nè. Bạn sẽ copy lần lượt từng phần tử trong từng dòng qua cái dòng mới của BN, cứ thế cho đến dòng cuối cùng. Và ở trong mỗi một dòng sau khi copy xong, bạn tiến hành là reload lại cái bộ nhớ cột cho nó thêm một ô. Rồi bạn tiến hành dời toàn bộ các cột đang có trên cái dòng đó sang một đơn vị để chừa lại cái ô đầu tiên trống, bạn thêm số 2 vào. Rồi tương tự B1 bằng B2, B2 bằng BN, thì bạn lại phải tiến hành sao chép cái B2 qua B1, thì phải tự viết hàm. BN sang B2 thì phải tự viết hàm. Thì con trỏ nó không có hỗ trợ như vậy, thì bạn phải tự làm hết. Đó là cái cách để các bạn coi như là thuần thục về con trỏ cấp 2. Thì ở đây anh gợi ý cho các bạn là mỗi một cái bước này nè, các bạn nên có một cái hàm sao chép một cái con trỏ này qua một con trỏ kia, để mà khi cần thì các bạn gọi ra, chứ không phải là lúc nào bạn cũng ngồi bạn cốt lại từ đầu ha. Bạn chỉ cần gọi hàm thôi. Thì cái coi như là một cái thử thách tiếp theo đặt ra cho các bạn là làm lại cho anh cái hàm này, nhưng mà không bằng cái con vector, mà hãy dùng con trỏ cấp 2 và đi theo cái gợi ý mà anh vừa nói, cứ bám sát theo những cái gì anh làm ở đây nè, thì các bạn cứ chỉnh lại tương ứng như vậy là xong, không có gì khó hết ha. Nó chỉ là theo kiểu là hơi cực và bạn phải tỉ mỉ một chút là xong đó. Ok rồi, thì ở đây thử thách đặt ra đó là làm lại cái hàm gọi là hàm in chi tiết các phương án, nhưng không dùng vector mà hãy dùng mảng hai chiều, tức là con trỏ cấp 2 đó, mà hãy dùng mảng hai chiều con trỏ cấp 2 từ đầu đến cuối, tức là không dùng vector gì hết, coi như bạn không biết vector là gì, mà bạn hãy giải quyết nó chỉ bằng mảng hai chiều thôi, con trỏ cấp 2. Thì gợi ý anh đã nói rồi ha, gợi ý thì anh đã phân tích rồi, chỉ cần các bạn tỉ mỉ chịu khó làm là ra được thôi ha. Đó thì đây là một cái thử thách mà anh đặt ra cho các bạn, là coi như là để chúng ta coi như là ôn lại luyện tập con trỏ cấp 2 đó, một thử thách cho các bạn ôn lại và luyện tập cái con trỏ cấp 2. Ok rồi, thì đây là một điều anh muốn là nếu mà các bạn làm được cho anh thì anh cảm thấy rất là vui, tại vì các bạn như vậy là kiến thức thực sự là rất là vững ha. Đó rồi, vậy tóm lại là cái câu số 4 này là anh đã giải quyết xong hoàn toàn cho các bạn ha. Từ cái yêu cầu đơn giản nhất là in ra tổng số phương án,
cho đến anh làm bằng phương pháp đề thi để cho các bạn biết được là hai cách làm như thế nào và đo thời gian để chứng minh cho các bạn thấy là quy hoạt động sẽ tốt hơn đề quy. Rồi sau đó là anh tiến hành là anh đi làm luôn một cái thử thách, đó là in ra chi tiết từng phương án trong từng bước đi. Và cuối cùng là anh đặt một cái thử thách cho các bạn là hãy làm lại cái điều đó mà bằng con trỏ cấp 2 cho anh. Là coi như chúng ta chính thức xong câu 4 này, không còn điều gì nữa ha. Thì anh nói thêm cho các bạn ha, là tuy chúng ta thấy được là cái phương pháp quy hoạt động nó tốt hơn đề quy là như vậy đó về mặt thời gian, nhưng nếu một cái bài toán mà các bạn giải bằng quy hoạt động nó có vẻ phức tạp quá đó, quá phức tạp, thì chúng ta có thể xem xét giải bằng đề quy cho nó đơn giản hơn. Ví dụ như các bạn thấy đề quy nó chỉ có ngắn gọn mấy dòng thôi, đề quy nó chỉ có tầm nhiêu đây dòng thôi là xong, chưa tới 10 dòng, trong khi quy hoạt động nó phải tốn tầm hai mấy ba chục dòng, gấp 3 lần, các bạn thấy ha. Nhưng bù lại thì nó dài nhưng mà nó tối ưu, còn nó ngắn nhưng mà nó không tối ưu là đề quy thôi. Đề quy ngắn không tối ưu nhưng quy hoạt động dài nhưng mà tối ưu. Thì trong trường hợp là nếu chúng ta làm những cái bài toán mà nếu giải bằng quy hoạt động phải nói là nó quá phức tạp đó, thì chúng ta có thể xem xét giải bằng đề quy cho nó đơn giản hơn. Thì ví dụ như bài toán về thác Hà Nội chẳng hạn đi, thì chúng ta thấy giải bằng phương pháp bình thường thì nó cũng khá là dài, còn nếu mà giải bằng đề quy thì nó ngắn gọn đơn giản. Thì nếu mà như vậy thì chúng ta có thể làm bằng đề quy. Nhưng mà nếu bạn nào thực sự mà muốn cái code của các bạn nó tối ưu mà chạy nhanh hơn thực sự luôn á, thì hãy sử dụng quy hoạt động nếu mà bạn có thể làm được ha. Còn nếu mà không thể thì các bạn buộc phải dùng đề quy thôi. Thì thực sự mà anh nói là mọi bài toán nếu đã có thể giải bằng đề quy hoạt, nếu có thể giải bằng đề quy thì cũng đều có thể giải bằng một cái cách nào đó không đề quy, chỉ là các bạn có đủ sức để các bạn giải quyết được cái bài toán đó hay không thôi, bởi vì có thể nó sẽ phải rất phức tạp. Nhưng mà nếu đã giải quyết được bằng đề quy thì chắc chắn là sẽ có giải quyết được bằng cách không đề quy. Thì tùy là khả năng các bạn đến đâu mà các bạn chọn cái cách xử lý tương ứng ha. Ok, rồi. Vậy câu 4 này mình kết thúc ở đây ha. Thì hy vọng là qua cái clip này các bạn sẽ học được nhiều bài học kiến thức bổ ích. Và rất vui khi mang đến được giá trị cho các bạn. Và chúc bạn học tốt và nhiều thành công. Và chào các bạn.